chủ đuổi anh Phong có hơi đột ngột. Lý do giản đơn không cần cho nghĩ việc, nhưng thấy việc này giải quyết không thỏa đáng. Cặp bao tay sẽ trả lời thỏa đáng hay chưa? Tôi hiểu ý ông, khỏi tranh cãi lòng vòng. Tôi đi liền và trả lại ông 2 tháng lương. Anh Phong, cô hãy dùng kêu réo hắn làm gì? Tôi đuổi người này chứ đâu phải đuổi cô. Phải, tôi là thằng thư ký quèn bị đuổi, thì cô Nhung đừng can thiệp cho tôi. Nhưng ông chủ không thể nói ngang và đuổi ngang như vậy chứ. Không cần người thì đuổi, đó là lý do. Khi đuổi cho 2 tháng lương, đó là đúng luật giang hồ. Được, nếu ông chủ đuổi anh Phong vô cớ thì tôi xin từ chức thôi việc. Hải Nhung, đây là chuyện riêng của tôi, xin cô đừng can dự. Mà dẫn đến những hậu quả không may liên lụy cả gia đình. Tôi thất nghiệp đã quen sẽ tự lo toan thu xếp được đời mình. Nhưng cô thì giá cảnh đang mùi túng thiếu, rủi xảy ra chuyện gì cuộc sống sẽ khó khăn thêm. Và bác trai được ông chủ mến thương, ân nghĩa đó nên giữ gìn cho tròn. Phần tôi cũng sẽ đi làm lao động, cũng kiếm ra tiền để lo cơm 2 bữa. Nó là người yêu cô sao mà cô liều mạng? Không phải là người yêu, mà là chồng sắp cưới của tôi. Hả? Không. Thưa ông chủ, tôi với Hải Nhung chỉ là bè bạn, chứ không có chuyện yêu đương và lời hứa hẹn duyên tình. Anh Phong, tại sao anh sợ tình ái? Huống chi tôi quá nghèo làm sao cưới cô Nhung. Ông chủ ơi, việc của tôi ông chủ cứ yên tâm, còn lời cô ấy xin ông đừng cố chấp. Tôi thôi việc đây sẽ đi làm nơi khác, chỉ xin ông rộng lòng thương gia cảnh cô Nhung. Việc của tôi biết cách, cậu khỏi dạy. Xin cảm ơn và kính chào ông chủ. Anh Phong, anh khoan đi đã, anh để em nói chuyện chứ. Anh Phong mà, tại sao anh có để ra đi dễ dãi mà không chút gì thắc mắc hay sao? Hãy nghe em, cứ ở lại đây đi. Giờ
Mỹ, Mỹ Loan ơi, mình khiến cái bài hát gì cho nó giật giật, nó xôm xôm đi. Thì Minh Vũ, anh lựa bài đi. Hay là mình hát cha 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 đi. Được á, cha 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 đi mày. Cha cha đi. Cha 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 nha. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Tình xôn xao như giọt nắng trên cao cho lòng mình, tình mang như làn khói. Tình trôi qua như là giấc chim bao, ôi tình đầu bất ngờ cơn mộng. Anh Dũng hả? Dây ra đây tôi nói anh nghe cái này. Lên. Hồi hộp lắm. Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Anh Vũ ơi, tôi cho anh nghe một cái tin này độc đáo, xã hội đen pha chút kiếm hiệp. Trời ơi, tin gì mà nói đại đi. Cái thằng này mày lộn xộn hoài à. Bình tĩnh coi có ai không. Tin này độc đáo lắm, xuất nhập khẩu lắm. Mày nhiều chuyện quá đáo ơi. Ba có làm xuất nhập khẩu đâu mà mày nói tin đó. Đó thì độc đáo là ở cái chỗ đó đó. Rồi sao mày nói đại đi. Nè, xuất là tin không có vui, tin chi tiền ra dài dài, còn nhập là tin vui, tin vô mánh, tiền nương theo đó mà vô theo ào ào. Hai tin đó anh muốn nghe tin nào? Nghe hết cả hai tin rồi nói mau đi. Ông này tham quá. Bây giờ nghe trước tin xuất này nha. Ông già của anh ở dưới Tân An mới lên, nói rằng là anh hẹn bữa nay anh đưa tiền cho ổng về để ổng đóng hụi chết gì đó. Có chưa? Xuất mau đi, tôi chạy về đưa cho ổng để ổng không chửi tôi à. Rồi cờ bạc thu thiếu nợ nữa rồi, bắt tao đóng hụi chết hoài à. Tao chạy tiền làm sao kịp cái ổng đi trời. Trời, không kịp cũng phải chạy. Ông già tao không làm riết á, chắc ông muốn đẩy tao vô khám quá. Đừng, trời ơi, đừng có nói bái bậy. Đang làm ăn mình tính nó bậy xui quá. Nghe nè, nghe tin nhập khẩu để lấy lại tinh thần nè. Thì mày nói đại tao nghe đi. Em nói anh nghe, có hai đoàn khách du lịch Đài Loan với lại Canada vừa mới qua tới. Ông giám đốc khách sạn Thăng Thiên cho gọi anh về để sắp đặt gấp á. Rồi, tao hiểu ý ông rồi. Thôi mày về đi, tao đi lo liền. Nè, ổng dặn anh là phải gọi luôn cho có mặt cô Milon để điều động tiếp viên đón khách đàng hoàng, vậy tươi mát vui lòng khách đến vui tiệc cùng này sẽ đẹp và khách đi. Mày khỏi nhiều lời xạo xí làm chi. Chà, cũng thằng này chạy móc ráp cho đại ca, đừng quên tiền cò tiền chịu mắng chịu la. Bấy lâu nay tao đâu có bỏ mặt mày, mày cứ về khách sạn ngồi đó chờ tao. Anh Vũ, trời ơi, anh biểu đi về sao anh chưa đi về mà anh quẹo trống chi nữa. Thì để tao vô kêu Mi Loan, nó đang hát với Ái Mỹ ở trống đó. Cô Ái Mỹ hả? Có phải cô mà đẹp đẹp hồi nãy ngồi cà quậy giật giật không? Bộ anh tính móc luôn cô đó nữa hả? Chà, nếu mà có thêm cô ta nhập băng nữa là mình chất lượng luôn đó, đã lắm đó nha. Khó lắm em ơi, nuốt không có vô đâu. Gì kỳ á? Ủa bộ cô đó có ngạnh nữa sao mà nuốt không có vô? Cậu là con gái cưng của ông chủ nhà hàng Đa Đa, tao tính đào cái mỏ đó mà bị mẹ cút mấy lần rồi đó, không xong đó mày ơi. Trời ơi, nội anh ăn chặn tiền đầu của mấy em thôi, tiền bo của khách là dư ăn rồi, còn tính toán cái gì nữa cho mang tiếng. Nè, hai người tính đào hầm khoét vết ai mà to nhỏ vậy? Ủa, Mi Loan, anh tính kêu em về gấp đó, thằng Đáo nó mới cho hay nè. Thì đi. Còn anh, sao lưng khừng ở đó? Bộ tính chờ con Ái Mỹ hả? Không phải chờ Ái Mỹ mà. Vậy sao không đi? Mi Loan em. Cái gì? Khi không cái trở giọng nhẹ hèo như gió vậy cha nội. Anh nói thiệt với em, anh chẳng giấu gì em, anh đang kẹt. Em có tiền đó không? Cho anh vay khoảng 200 thôi. 200 hả? Được, 200 ngàn thì có. Không phải, 200 đô á. 200 đô? Chi dữ vậy cha? Bộ tính ăn trận đầu trước của bọn này hả? Không có mà, hồi nào tới giờ anh đâu có như vậy đâu. Em thấy không, anh quá kẹt. Vì ông già anh ấy, ông lên bất tử, ông đòi tiền. Dạ đúng đó bác. Tại con gì? Dạ cô chính em chạy kiếm cho ảnh đó cô ơi. Anh thì ông già, còn tôi thì bà già. Ông già anh thì cờ bạc, còn bà già tôi thì chơi số đề.
Bà chơi riết rồi cái gì cũng bán, tối ngày cứ giùm năm giùm ba nói chuyện rồng chuyện rắn bằng đề không mà. Ông bà đẩy mình đẩy lại thiên hạ, biết rồi chẳng biết mình đi tới đâu nữa. Thì tới cửa tử chứ đâu. Nè, tôi có 150 đô nè, đủ không? Thì tạm đỡ thôi, rồi anh tính tiếp. Thôi cảm ơn em nhiều nha. Thôi, em và thằng Đáo về trước à. À, bye nha. Ủa, Thái Phong, ủa mày đi đâu tới đây vậy? Minh Vũ, tao đi kiếm cô ái Mỹ. Cô có trọng không? Sao không? Tao với cổ mới hát karaoke ra đây nè. Ủa, mà mày kiếm cô ta làm gì vậy? À ha, mày định buông Hải Nhung rồi bắt qua ái Mỹ chứ gì? Tầm bậy không à. Con Nhung mới là vợ sắp cưới của tao, còn ái Mỹ là bạn học. Tao nhờ nó giúp đỡ giới thiệu việc làm cho tao, nên tao kiếm mời dùng cơm để cảm ơn. Mày làm ở đâu? Rồi làm chưa mà cảm ơn người ta? Làm rồi cả tuần lễ nay tại nhà hàng Đa Đa của ba cổ. Ờ, vậy Mỹ là chủ của mày à? Là chủ thì có làm sao đâu. Mày làm việc gì? Và lương tháng là bao nhiêu? Làm thư ký kế toán, 1 tháng 500 ngàn. Rồi xế rồi, nói dài dài rồi. Cả năm thất nghiệp được vậy là tao mừng rồi á. Ngu quá. Tao nói với mày không biết bao nhiêu lần rồi, mà mày theo tao đi. Tao giới thiệu cho mày làm những cái chỗ khác, nó rất là nhàn nhã cao sang, lương thì to, lại có lương trắng lương đen nữa, mày hiểu không? Là cái chỗ nào vậy? Thì khách sạn 3 sao. Thôi, tao rất sợ những chỗ cao sang, lương to mà nhàn nhã, có lương trắng lương đen gì đó. Là nhà hàng khách sạn 2-3 sao, cách ngoại ra vô ào ào. Giỏi ngoại ngữ như mày sẽ phát mau, miễn biết gật đầu ok. Làm thông ngôn hay hướng dẫn viên du lịch, gặp khách đòi của lạ lung tung. Tao lo không biết đường lo, sẽ phát khùng nữa mày. Chắc ngày này tao xong đâu. Có tao dạch lối chỉ đường. Thôi thôi, môi trường này tao không có quen. À, ôi, không quen rồi sẽ quen thôi. Khi cần tiền thì việc gì cũng làm được hết á. Mày yên tâm đi. Minh Vũ, mày là bạn tao mới nói thẳng, mày nên kiếm nghề khác làm đàng hoàng đi. Tao chưa kịp biểu mày từ chức bên đó để theo tao thì mày lại biểu ngược lại. Mày muốn tao làm cái gì chứ? Làm tiếp tân bảo vệ hay là hướng dẫn viên du lịch gì cũng được, nhưng mà là thật sự kìa, chứ đừng có trá hình đổi lốt làm bầu các cô gái kỳ lắm. Thôi, đừng có đạo đức giả nữa mày ơi. Mày sợ họ kêu tao là Marco chứ gì? Thầy kệ, Marco vậy mà còn lương thiện hơn là Marco. Mày nói cái gì là Marco? Marco là mày đó. Tao không hiểu. Tao là Marco, chỉ làm cái dịch vụ là linh tinh, thấy không? Chia quê hồng với mấy em để kiếm cháo, đâu bằng cái nghề ghê gớm của mày. Tao? Ừ, đúng, mày là Marco, là kỹ sư đào mỏ. Ê, mày nói bậy, tao tự ái à nghe. Tự ái hả? Đỏ mặt đó, cha ơi, đỏ mặt. Mày làm như mày là bậc thánh hiền đạo đức vậy đó. Thanh niên mà tánh nết như đàn bà. Phong à, đời bây giờ hiền quá hỏng việc mày ơi. Chuyện đời sống nè, chuyện tình yêu gì cũng phải có cái giá của nó đó. Tất cả là đồng tiền, là lẽ sống, lẽ sống là đồng tiền, vậy thôi. Cái đó thì tao biết, nhưng cách kiếm tiền như thế nào cho nó đúng chứ? Đúng là sao? Sao là đúng? Nó cắt tay tham nhũng nè, buôn lậu nè, biển thủ nè, rồi làm hàng gian hàng giả, trốn sâu lậu thuế, nó để mà làm giàu, có đúng hay không? Tất nhiên là không đúng rồi. À, không đúng mà người ta vẫn ngang nhiên ở nhà lầu, chạy xe hơi đời mới, còn cho mày á, bên lề hửi bụi. Thà làm người hửi bụi, ráng tìm cách lánh xa ô nhiễm, chớ không thể trở thành một tác nhân phá bụi dơ làm ô nhiễm môi trường. Bởi vậy tao khuyên mày nên tìm việc khác, để tránh tiếng không hay làm ma cô ăn chần. Tuy lẽ sống cần tiền nhưng không thể mất trái tim. Ê, mày đừng khuyên tao nữa. Tao vào nghề chịu khoác áo ma cô. Mày học đạo thánh hiền, ráng mà giữ căn tu. Đừng giả bộ lù khù rồi giác chạy cái lu.
Mày nói vậy là có ý gì? Tao nói là tao với mày không ai hơn ai cả. Đừng có giở trò mà lương chê lịch. Tao Marco thì mày Marco. Mày còn lớn hơn tao một bậc nữa. Mày nói bậy quá. Bậy à? Bậy mà mày đeo theo ái mỹ nhà giàu, giở trò đào mỏ. Minh Vũ, mày đừng quên con Nhung cùng làm chung một chỗ với tao đó. Làm chung rồi sao? Con Nhung là con gái của bếp Lục, làm công đâu có mỏ cho mày đào. Mà giàu cho mày có bỏ giò lái qua ái mỹ cũng hợp lý, hợp tiền. Đầu óc của mày lúc nào cũng tiền tiền tiền. Tao không nghe nữa đâu. Tại sao mày không nghe tao nói? Vì mày không bao giờ chấp nhận có tiếng nói thật của trái tim, mà chỉ theo đồng tiền định đoạt. Dầu không có quả tim vàng trong tấm lều tranh, thì cũng phải có những đồng tiền đầy nghĩa khí lương tâm. Thì đừng xúi giục tao làm điều trái đạo. Ô Phật, Minh Vũ, sao hôm nay mày có luận điệu điên khùng? Không kể gì đạo nghĩa và chân tình của trái tim. Tao xin lỗi mày á. Trái tim của tao phải gắn hột xoàn mới có giá trị. Ê Minh Vũ, mày đi đâu vậy? Tao đi con đường của tao. Nè, từ bữa nay ha, tao nhường ái mỹ lại cho mày. Ráng mà làm đi. Không xong thì đừng có trách tao. Kìa, Thanh Phong. À, ái mỹ. Anh Vũ nói chuyện gì với anh mà vui dữ vậy? Tôi nói tào lao với nó thôi. Còn anh, anh đi đâu mà lạc đến đây vậy hả? Thì đến đây để tìm cô. Lại cô nữa. Em bảo anh gọi em bằng em hay là kêu tên cho thân mật tự nhiên. Để từ từ anh sửa lại. Anh kiếm em có việc gì không? À anh ơi, hay là đi vô hát karaoke với em đi. Không được. Ái mỹ à, tôi được vô làm thư ký trong nhà hàng Đa Đa này á là do cô giới thiệu, nên bữa nay tôi đến đón mời cô đi dùng với tôi một bữa cơm thân mật để tạ ơn cô. Anh này, có gì đâu mà ơn nghĩa. Hôm qua gặp anh á, em chỉ nói giỡn chơi thôi, chứ em có đòi ăn cơm thiệt đâu cha nội. Khéo bài đặt ơn với nghĩa. Nhờ cô giúp đỡ thì phải biết ơn cô chứ. Không có cô nói vô một tiếng thì bác Đa đâu có nhận. Ổng mới là ba của Mỹ mà. Sao? Mấy bữa nay công việc của anh có trục trặc gì không? Ba của Mỹ có chịu anh không? Bác Đa thì chẳng có nói gì, nhưng mà bác gái thì thường tới lui hỏi thăm vui vẻ lắm. Vui vẻ hả? Ừ. Vậy là má thích anh rồi đó. Thôi, mời ái Mỹ đi với tôi. Đi đâu? Nếu anh muốn cảm ơn tôi, hỏi ăn làm chi, anh hãy đi với tôi vô trong này. Hát karaoke là tôi thích kia. Trời đất, tôi không có biết bài hát. Thì có tôi hát kèm với anh. Cô chớ làm cho tôi ngỡ ngàng. Có Mỹ đây thì anh khỏi cần phải lo. Đi đi anh. Làm đi. Gì mà kéo tay kéo chân đây? Hả? Ủa ba. Chào ba ba. Dạ chào ông chủ. Có cậu Phong đây nữa hả? Ủa hai đứa hẹn đi chơi karaoke phải không? Chứ sao? Còn ba sao cũng tới đây? Ủa không lẽ tụi trẻ biết mà tụi già không biết đi chơi? Vậy thì ba vô hát karaoke với tụi con. Đi ba. Thôi ba nói giỡn chơi, chứ ba kiếm con là để dặn con cứ ở đây chơi vui với thằng Phong đi. Một lát ba ghé về luôn với con. Con có xe mà. Xe đó để thằng Phong đem về cho. Nhưng sao lại phải rước con về với ba? Bộ con không biết ý của má con hả? Hễ ba đi đâu trễ giờ cơm thì bà ưa hỏi lùi hỏi tới. Trận đứt trận đầu nên bà phải ghé chở con đi về. Về dù có con làm chứng cho bà. Nhưng ba đi đâu chắc đi bậy bạ nên ba mới sợ. Con không biết đâu, chuyện ai nấy lo. Khoan, nghe ba nói cho có làm trời. Xin cô ái mỹ hãy ráng nghe lời. Có gì hại đâu, về chung mà thôi. Tội nghiệp má tôi. Tao lo công việc chớ đi đâu bậy. Chuyện gì ở đâu ba nói nghe coi. Tao đi lo cho xong cái vụ sang căn phố lầu ở Đa Cao để mở thêm một nhà hàng đặc sản Tiểu Đa Đa. Ở Đa Đa rồi mà ba còn thêm Tiểu Đa Đa chi nữa. Kinh doanh mà con, thừa thắng xông lên. Thôi, tôi giao con Mỹ cho cậu Phong nghe. Tôi đi à. Ba
đi một lát trở lại à nghe. Ông thấy con mét má giòn coi. Ờ, đồ quỷ cái con. Cái con này. Ông chủ vui tính và coi bộ cưng cô lắm đó. Vậy mà cô còn moi móc chọc giận ổng nữa. Tại em không biết hết chứ. Ổng ghê lắm đó anh. Thôi mình đi anh. Lạ thật, cái anh này đi đâu mất à? Anh nói anh chạy lại chỗ này đặng mời ái mỹ dùng cơm mà sao không thấy? Đây là nhà hàng karaoke rồi mà phải ảnh vô đây không hay là đi chỗ nào không biết nữa. Nhung. Anh Phong. Hải Nhung, em. Không có em gì hết á. Anh nói đi mời khách, bắt em ngồi cốt ở nhà hàng, đợi gần chết cũng không thấy anh trở lại á. Vì vậy em nóng ruột đi tìm anh đó phải không? Không biết. Thôi đừng giận mà, anh xin lỗi em đó. Em hỏi nè, nãy giờ anh làm gì ở đây hả? Cô ấy Mỹ đâu rồi? Bộ anh hát karaoke trỏng hả? Hồi nãy có ông chủ ghé đây kiếm ái Mỹ nữa. Rồi cổ đâu? Thì anh gặp cổ ở đây, mời cổ đi dùng cơm. Cô không chịu đi, cổ nói bè bạn mà bài đặt cảm ơn chi. Như vậy sao anh không chạy lại cho em hay, mà vô trong đó làm gì chứ? Kẹt lắm em ơi. Anh thì muốn trả ơn cho cổ, mà cổ thì không chịu đi, lại lôi kéo đại anh vào trong đó để hát karaoke với cổ. Cổ nói như vậy là kể như trả ơn rồi. Anh từ chối không xong nên mới bước vào trong hát cho cô ta vui lòng. Anh biết em băn khoăn chờ đợi mà không hề dột dạ. Không lẽ ái Mỹ nó hốt hồn anh nên anh quên Hải Nhung nghèo nàn. Nhung à, em đừng nghĩ bậy nói càng, tình anh không thay đổi, nay đã có việc làm thì hôn nhân sẽ tinh tới. Chừng nào tính xong, chừng nào làm lễ cưới thì em đây mới vững tin anh thuộc về của em. Em à, ái Mỹ là người bạn người ơn, còn em mới là người tình người vợ, thì em đừng có nghĩ bậy chuyện không thể xảy ra. Biết đâu được á, lửa gần rơm mà. Chúng ta làm chung một chỗ nè, thì em gần anh hơn ái Mỹ. Nếu nói lửa gần rơm á thì em là rơm, anh là lửa nè. Cái anh này người ta thấy kìa. Chỗ này vắng đâu có ai đâu. Kỳ cục à. Ý, ý. Ai đóng phim giữa công viên coi điệu nghệ quá vậy ta. Làm tiếp đi, làm tiếp cho thằng này học nghề. Thôi, mình về đi anh. Anh về luôn bên nhà em để thưa chuyện với hai bác, xin cưới em luôn, chịu không? Chịu. Mà hễ bàn xong á thì anh phải lo làm đám cưới liền. Đừng để trễ nghe anh, kéo em đây chẳng yên tâm, cứ lo âu trong lòng. Sao bỗng nhiên em chột dạ, nói những lời rất lạ. Anh đã nói yêu em là tình yêu chân thành. Lễ cưới có cử hành, anh phải lo cho em ít món. Làm đám cưới nhà nghèo, mình liệu cơm gấp mắm. Mau cũng đợi anh lãnh lương dài tháng. Lễ tuyên bố cũng xong, đâu cần chờ lãnh lương. Nói thì nói vậy chứ không lẽ anh không lo nổi cho em nhẫn cưới, chút ít cúng ông bà và tiệc tùng gia đình bè bạn nữa chứ. Thôi anh tính sao tính, miễn đừng có quản binh thôi à. Làm sao anh dám quản binh khi anh cũng sợ mất em chứ bộ. Thì không đó. Sao không thiệt.
thương nhau từ kiếp nào, giờ này mới gặp nhau. Xin yêu trọn kiếp này, cho dù ngọt hay cay, theo nhau về cuối đời, chẳng mời mà cũng tới. Và ngỡ ngàng bàng hoàng phút gặp em, lâng lâng từng chuỗi đàn cho hồn rộng thanh thang, êm êm từng bước thầm nhẹ nhàng hôn tôi. Mỗi em từng cánh mộng chợt bừng ánh hào quang. Nó hung hết, nó ôm áp, nó cặp kè. Trời ơi, sao mà kỳ vậy? Không lẽ tụi nó đã yêu nhau thiệt sao? Ôi, con Nhung nó làm thơ ký riêng, gác điện thoại cho tôi cả năm nay. Tôi chưa có sơ muối gì được hết. Mà cái thằng quỷ vong mới vô làm có một tuần lễ mà hốt ổ nó được rồi. Thằng cô hồn, đâu có lý nào mày hơn tao nổi, Phong ơi. Đừng có hòng, mày đừng có hòng. Ông giám đốc đa đa này không có chịu thua mày đâu. Cái bao tai của con Nhung nè, mùi mẫn đến quên đầu quên đuôi. Được. Kìa, dạ, kính chào ông chủ. Cô Nhung đi đâu vậy? Dạ, đi kiếm. Cô đang muốn kiếm gì? Dạ, không có chi. Không có chi mà hơ hải giáo giác dữ vậy? Dạ thưa. Tôi hỏi, cô tới đây hồi nào? Dạ mới tới tức thời gặp ông chủ. Nói lâu. Dạ thiệt mà ông chủ. Mới tức thời gặp tôi, thì đồ gì? Bỏ quên hồi nào mà kiếm ở đây. Rõ ràng cô quá xạo, nói láo không có căng rồi đuôi láo nào. Cô Nhung đừng hòng qua mặt được đa đa. Dạ, ông chú quay phong làm cho Nhung phát sung, nói tầm ruồng bậy bạ lung tung à. Chứ thật sự thì không có bỏ quên. Khoan đi đã, tôi hỏi cô có quen với thằng Phong mới vào làm thư ký cho tôi không? Dạ thấy ra vào nhưng không có quen. Gì? Nếu chưa quen biết thì cô phải nhớ giữ lấy thân. Thằng đó ưa quơ quào bốc hốt lung tung, nếu cô cãi lời tôi phải cách ngăn. Dạ thưa ông chủ, anh ấy với Nhung làm việc ở hai phòng riêng rồi, thì cần gì cắt ngăn nữa. Không ngăn sao được. Nè, phòng riêng nhưng bụng thì chung, rủi ro lộn xộn gối mùng làm sao. Ông chủ nói gì nghe kỳ cục quá à. Ông chủ xâm phạm quyền tự do cá nhân của Nhung quá. Trời, cô dám phê bình kiểm điểm thượng cấp phải không? Thì ai biểu ông chủ. Hai Nhung, trời ơi, sao con dám cãi với ông chủ vậy con? Dạ, xin ông chủ đừng có giận. Dạ, tại cái tánh của nó như vậy chứ cái bụng nó không có gì hết trơn á. Dạ, nó ngoan lắm. Dạ. Ba đi đâu đây? Chưa biết gì hết mà la con à? Sao không biết? Tao đi lo chuyện mở nhà hàng với ông chủ từ nãy giờ nè. Có cái gì mà tao không biết? Thôi con về trước đi con. Con
việc. Ê, 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 bộ con không biết thưa hả con? Thưa ông chủ Nhung về. Chú Lục à, dạ. Chuyện nhà hàng Tiểu Đa Đa kể như xong, dạ. Thấy không? Chú về trước với cô Nhung đi. Nè, tôi thương chú, dạ. Thì về đó, chú nhớ xây dựng cô Nhung lại nghe chưa? Dạ dạ. À, ông chủ đừng có giận gì con Nhung của tôi. Dạ tại hồi đó đó má nó sanh khó lắm. Vậy dạ hả? Nên tánh cô nó đó hả lục cục lòn hòn vậy chứ không có gì hết đó, ông chủ. Ông chủ có thắc mắc gì nó đó cứ nói với bếp Lục này là xong à. Dạ dạ thôi, dạ em về nghe ông chủ. Trời đất ơi, con nhỏ, mày làm tao hết hồn hết vía. Ba đợi con lâu chưa? Con nghe chú Lục nói gì à, lục cục lòn hòn với ba à, vậy đó. Thì chú Lục đưa ý kiến về việc quét vôi cái nhà hàng Tiểu Đa Đa, coi chừng bị lục cục lòn hòn. Mà nè, hồi nãy thằng Phong đi chơi với con, sao bây giờ nó đâu ba không thấy? Anh hát với con có vài bài là bỏ đi đâu rồi, con không biết nữa. Nè nè, con không sợ nó xạo sự có mèo sao? Bà nói kỳ không? Ảnh có mèo thì tệ ảnh chứ mắc gì con phải sợ. Trời ơi, bộ con với nó không có cái gì hả? Bà nói cái gì là cái gì? Thì có ý có tình đó. Trời ơi, ảnh là ảnh, con là con, tại sao bà hỏi kỳ vậy? Vậy là ba hiểu lầm rồi. Tự nhiên cái bà hỏi lung tung chuyện con với ảnh à? Thiệt con không hiểu gì hết á. Không lẽ ba muốn con có cái gì với ảnh hả? Ba nói. Ủa? Đi. Nếu không có cái gì thì tại sao con giới thiệu nó vô làm chi? Thì là tình bạn học, cho nên con giúp đỡ ảnh vào làm việc với ba, chứ con đâu có ý riêng chuyện gì. Sao ba hỏi mãi khó nghe, thiệt con không hiểu bụng ba thế nào. Thế nào mày muốn như thế nào? Tưởng mày có ý với thằng Phong, tao mới lẹ lẹ nhận nó vào làm. Con giúp đỡ một người bạn tốt, ba cũng nhẹ phần thâu suốt lũ bu. Nếu biết mày với nó trần lu thì tao dứt phát không cho nó làm. Trời ba, cho người vào làm mà ba cũng có điều kiện với con sao? Ba, thì con đã lớn rồi, không lẽ đi chơi hoài phải có chồng chứ? Chồng? Chồng ngồng chứ chồng gì? Con nhỏ này. Vậy chứ con chưa thích, không nghĩ tới sao ba bổ con sao được. Ba. Ủa? Bộ thằng Phong nó tệ lắm sao? Nhìn coi nè, đẹp trai nè, học giỏi, siêng năng, hiền hậu, có chỗ nào thua con đâu. Nhưng mà con không có thích mà, ta biết chưa? Mỹ. Coi gì đó kìa ông chủ. Coi cái gì mà chìm đắm dữ vậy? Đụng chút cái giật mình. Dạ xin lỗi ông chủ. À coi cái gì đó. Dạ Tây Du Ký. Tây Du Ký. Dạ. Gác điện thoại mà coi Tây Du Ký. Coi đoạn nào? Dạ Trư Bát Giới lọt động yêu. Trư Bát Giới. Chặt khoai Trừ Bát Giới lắm phải không? Dạ. Nè. Ê, ông chủ làm gì vậy? Thì làm giám đốc chơi gì? Ông chủ kỳ quá à. Bộ cá sao không có kỳ? Ông chủ giỡn hoài à. Mới bữa nay là ngày tốt, giỡn chơi chút mà có ai thấy đâu mà sợ. Gì đó? Đi đâu vô phòng giám đốc mà không gõ cửa vậy chú Lục? Ba, bộ ba kiếm con hả ba? Dạ thưa ông chủ. Thôi, không có chủ tớ gì hết á. Hôm kia tôi đã cho cha con chú mượn trước mỗi người 3 tháng lương rồi. Không lẽ bữa nay vô đây mượn nữa? Dứt khoát không cho. Đi ra ngoài. Dạ thưa ông chủ, dạ. Tôi không phải mượn tiền.
Không mượn tiền cầm đơn vô đây làm chi? Dạ, tôi vô đây để hỏi lại cho kỹ về cái tờ đơn đặc tiệt của công ty tàu biển. Trong này có ghi mấy món đặc sản lạ quá. Tôi không hiểu nên phải hỏi để mà chuẩn bị. Vậy hả? Dạ. Chú là bếp trưởng của nhà hàng mà còn hỏi là sao? À, dạ bị gì mấy cái món này nó lạ ghê lắm. Món gì lạ? Dạ, món dê lão nấu canh chua cà hù. Tôi biết. Gì? Dê lão nấu canh chua cà hù? Dạ. Ủa món gì kỳ vậy? Dạ, dê lão á là dê già. À, thì đó tôi biết. À, mà dê nấu canh chua thì tôi không biết. Dê mà nấu canh chua đó. Chắc cho cọp ăn thì ai ăn? Đâu đưa giấy coi coi. À, dạ đây đây đây. Ai à, Nhung ơi Nhung. À, mình nói Nhung nghe. Nhung phụ coi với mình đi. Thấy chưa Nhung, thấy chưa? À, dạ dạ dạ, cái gì vậy ông chủ? Chú học lớp mấy? Dạ sơ học. Sơ học? Dạ. Sơ học là học sơ sơ rồi nghỉ. Bếp Lục ơi, còn cái ông mà viết đơn đặt hàng đó ha, chắc hơn chú có một bậc là đại học. Có nghĩa là học đại đó. Viết đại cho nên viết sai chánh tả, thiếu chấm phết tầm bảy tầm bả không à. Phải rồi, tại họ viết sai rồi ba hiểu trật. Là sao hả ông chủ? Nè, dê lẩu là lẩu dê. Dạ. Mà viết là lão dê thì có chỗ dê. Còn nấu canh chua là món khác rõ ràng. Tại thiếu chấm phết, ba nhìn lung tung, tưởng canh chua dê. Nhưng canh chua cà hù là món gì mà đã vậy, nhập cảng ở cái xứ nào ạ? Đó là canh chua cà hù bình thường ở xứ ta, nào phải đâu xa. À, vậy là tại ba học ba sơ học, hú hù đông đơn cũng đoán không có ra. Hai món này là món ruột của ba. Hiểu rõ rồi thôi ba lủi ra. Nè, chú nên cẩn thận đừng vô phòng lộn xộn. Dạ phải biết rõ lẩu dê là tôi đã làm thịt ta bỏ vô rồi à nấu rụng. Ê ê Lục. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Có ý gì mà nói gần cái chữ nấu rụt với tôi vậy? Dạ, gần chứ. Sao gần? Trời ơi, dòng cái thứ mà lão dê đó nghe. Da của nó dày vậy nè. Thịt của nó dai vậy nè ông chủ. Bởi vậy, trước khi mà nấu á, sao? Em phải để nó lên thớt nha. Đó, để lên thớt, xong em lấy búa tà xòi đó. Em đập 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 đập. Em dần vậy nè. Nó mới nhừ ra. Xong rồi em mới nấu rốt nữa. Dạ. Giỏi quá. Dạ quá giỏi. Dạ. Lấy búa dần dần. Dạ dần má, dần má. Nói gần nghe quay quá. Nè, tôi cho chú biết nha. Tôi thương gia đình chú nên cho hai cha con chú vô làm chung một chỗ. Mà tôi nói thiệt nghe. Con gái chú hễ thấy mặt là tôi muốn ông chủ. Muốn mời đi cine. Còn chú hễ thấy mặt tôi là tôi muốn chém. Chém một cái phập vậy đó. Thôi vô bếp đi ông nội. À, dạ vô đi. Dạ không dám đứng lâu nữa. Dạ. Ba đuổi nghe con. Dạ, dạ xin lỗi ông chủ. Ba em có cái tật, hễ nói thì hăng, mà hễ hăng thì nói lố, chứ không có ý gì hết à. Kêu Phong tới tôi biểu coi. Dạ bây giờ hả ông chủ? Đáng lẽ tôi kêu làm việc với nó từ sáng sớm là bị kẹt tay du ký rồi lẩu dê nên tới giờ này quên. Gọi mau đi. Dạ. Alo, anh Phong đó hả? Ông chủ gọi. Anh lên văn phòng ngay, rõ chưa? Dạ, dạ xong rồi ông chủ. Alo. Dạ, nhà hàng đặc sản Đa Đang nghe đây à. Alo. Dạ, dạ, 10 bàn, 100 người ăn tại nhà riêng. À, dạ, dạ, số 27 Nguyễn Cảnh Chân. Chiều 5 tháng 7. Dạ, 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 đặc sản có. Dạ, có à. 27 Nguyễn Cảnh Chân, ngày 5 tháng 7 à, chiều. Dạ, 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 đồng ý, đồng ý. Con nghe rõ và ghi chú rồi chứ? Dạ, ghi đầy đủ. Nó, cô Nhung thấy chưa? Công việc của cô gác điện thoại riêng cho tôi là như vậy đó. Tôi và cô cùng nghe một lượt.
Tôi nói chuyện cô ghi chú rồi truyền lại cho bếp trưởng là ba cô đó. Chỉ có em vậy thôi. Mỗi tháng tôi mỗi tăng lương cho cô. Dạ cảm ơn ông chủ thương. Truyền ngay cho bếp trưởng sắp đặt đi. Dạ. Dạ thưa ông chủ, ông chủ gọi cháu vô dạy việc chi à? Cậu ném gì sư phụ tôi, ai dám dạy cậu. Cậu dạy tôi thì có. Dạ ông chủ nói gì lạ vậy? Ngồi đi. Dạ. Nè, tặng cậu vật này nè. Dạ cái này là... Cứ nhận và coi đi. Dạ. Tiền. Tiền gì thưa ông chủ? Hai tháng lương của cậu đó. Dạ cháu chỉ mới vào làm chưa được hai tuần lễ mà lãnh tới hai tháng lương lận. Cậu còn chưa coi hết ở trong bao thơ. Hả? Giấy thôi việc. Ông chủ đuổi việc cháu sao? Cậu học giỏi mà. Chữ đánh máy rành rành là giấy cho thôi việc, chứ đâu phải là đuổi việc. Dạ nhưng tại sao? Khỏi nói. Ngay từ bây giờ cậu có quyền cầm tiền ra về, không cần trở lại. Nhưng thưa ông chủ, tôi muốn biết rõ tại sao tôi bị đuổi bất ngờ. Để tôi an tâm thu xếp ra về chứ. Lầm lỗi của tôi cứ công khai hại tội. Ông chủ nói rõ ràng tôi sẽ đi ngay. Cậu nghe kỹ đây, vì tôi không cần cậu. Cứ lấy hai tháng lương ra về là xong chuyện rồi. Lý do đã rõ ràng, cậu thắc mắc gì không? Ông chủ đuổi anh Phong có hơi đột ngột. Lý do giản đơn không cần cho nghĩ việc. Nhưng thấy việc này giải quyết không thỏa đáng. Cặp bao tay sẽ trả lời thỏa đáng hay chưa? Tôi hiểu ý ông, khỏi tranh cãi lòng vòng. Tôi đi liền và trả lại ông hai tháng lương. Anh Phong, cô hãy dùng kêu réo hắn làm gì? Tôi đuổi người này chứ đâu phải đuổi cô. Phải, tôi là thằng thư ký quen bị đuổi, thì cô Nhung đừng can thiệp cho tôi. Nhưng ông chủ không thể nói ngang và đuổi ngang như vậy chứ. Không cần người thì đuổi, đó là lý do. Khi đuổi cho hai tháng lương, đó là đúng luật giang hồ. Được, nếu ông chủ đuổi anh Phong vô cớ thì tôi xin từ chức thôi việc. Hải Nhung, đây là chuyện riêng của tôi, xin cô đừng can dự. Mà dẫn đến những hậu quả không may liên lụy cả gia đình. Tôi thất nghiệp đã quen sẽ tự lo toan thu xếp được đời mình. Nhưng cô thì giá cảnh đang mùi túng thiếu. Rủi xảy ra chuyện gì cuộc sống sẽ khó khăn thêm. Và bác trai được ông chủ mến thương, ân nghĩa đó nên giữ gìn cho tròn. Phần tôi cũng sẽ đi làm lao động, cũng kiếm ra tiền để lo cơm hai bữa. Nó là người yêu của cô sao mà cô liều mạng? Không phải là người yêu mà là chồng sắp cưới của tôi. Hả? Không. Thưa ông chủ, tôi với Hải Nhung chỉ là bè bạn, chứ không có chuyện yêu đương và lời hứa hẹn duyên tình. Anh Phong, tại sao anh sợ? Huống chi tôi quá nghèo làm sao cưới cô Nhung. Ông chủ ơi, việc của tôi ông chủ cứ yên tâm, còn lời cô ấy xin ông đừng cố chấp. Tôi thôi việc đây sẽ đi làm nơi khác, chỉ xin ông rộng lòng thương gia cảnh cô Nhung.
như của tôi biết cách, cậu khỏi dạy. Xin cảm ơn và kính chào ông chủ. Anh Phong, anh khoan đi đã, anh để em nói chuyện chứ. Anh Phong à, tại sao anh có thể ra đi dễ dàng mà không chút gì thắc mắc hay sao? Lý do nào nè, anh có lỗi với ai đâu, anh không lười biếng, không tham lam gian lận, vậy thì tại sao họ phải nói nguyên nhân tường tận mới đúng lẽ công bằng đối với một nhân viên? Anh Phong, anh hãy nghe em, cứ ở lại đây đi, chờ giây lát em đi xin bà chủ. Anh Phong à, vì bà minh anh và có lòng nhân hậu sẽ giúp cho anh tiếp tục việc làm. Hải Nhung, để tôi ra đi là em đẹp nhất. Cô đừng gây thêm phiền phức cho nhiều người, hậu quả sẽ không hay đâu. Xin phép. Anh Phong. Thằng Phong nó có lý, chẳng lẽ cô Nhung không hiểu ý của nó hay sao? Ông chủ, nếu anh Phong bị đuổi thì tôi xin nghỉ việc luôn đó. Đi đâu ạ? Con tính đi đâu? Chuyện thằng Phong giàu quan hay ưng gì cũng là chuyện của nó, can dự gì tới con mà con làm khó ông chủ đòi nghỉ nữa. Tại sao ba nói không can hệ? Tại sao ba chỉ nghĩ tới ông chủ mà không nghĩ tới con chứ? Thôi được rồi, đừng có cãi nữa. Cô Nhung muốn nghỉ việc thì cô cứ nghỉ, không sao đâu. Nhưng mà chú Lục á cũng phải nghỉ luôn, để cha con đi một xuồng cho nó gọn ha. Ông chủ. Và trước khi nghỉ việc, hai người phải trả lại cho tôi 3 tháng lương và 6 triệu đồng. Thu xếp đi rồi trả lời cho tôi biết. Ông chủ. Đó, có sáng con mắt mày, tối con mắt tao chưa? Nhưng trời ơi, bây giờ sao đây? Cho nghỉ thì nghỉ chứ sao ba? Trời ơi, nói nghe dễ quá ha. Nghỉ phải trả nợ cho bộ nghỉ không hả? Trả thì trả. Trời ơi, tiền đâu trả? Ba lo trả. Hả, tao hả? Chứ ai. Ba mỗi ngày mỗi đánh số đề thua 50-70 á, có khi cả 100,000, đánh đủ 12 con giáp nè, từ con chuột cho tới con heo. Chứ hai người cộng với ba kiếm tiền cũng không sao đủ để ba chơi đề trái túi liền liền. Đã khổ càng khổ thêm, gặp tháng xui nên tao thất bại. Mày nhớ hồng lúc trước tao trung hoài, vô cả rượu say xài. Trúng một lần á, 40 lần thua, mà ba cứ lao vô. Thôi chuyện đã qua nhắc lại nữa làm gì, tao đã bỏ bớt rồi. Mỗi một tuần tao thử qua thời vận, dài 3 lần mà thôi. Một lần cũng không được nữa. Rồi, hồi nãy tao lỡ dựa vào thực đơn của khách đặt hàng để đánh vài con cú chót rồi dứt luôn nghe con. Ba đánh con gì? Nè, đó, coi nè. Thịt nhím tao đánh con chuột, bò lúc lắc tao đánh con trâu, mèo xào lăn tao đánh con cọp, còn tôm quả tiễn và cháo rắn tao đánh con rồng, con rắn. Lẩu dê tao đánh con dê, con khỉ. Rồi gà xào xá ớt nè, chó nấu cà ri nè, giò heo bát thảo nè, tao đánh đủ 3 con luôn. Như vậy là ba đánh đủ 12 con giáp rồi. Vậy chứ con nào ba thấy cũng dễ thương hết, làm sao bỏ được con. Như vậy thì cái chuyện bị đuổi việc và nợ nần ba lo trả đi. Con không biết, con đã nói con nghĩ thì con nghĩ à. Khoan, Nhung, thôi mà. Nhung à, ba xin lỗi con, ba lỡ lần chót thôi, con đừng giận ba nữa nghe không. Còn bây giờ con hãy nghe lời ba, nhẫn nhục một chút đi, để giữ chỗ làm ăn êm đẹp cho hai cha con mình nghe con, nghe không. Ba à, còn anh Phong thì sao? Thì thằng Phong hả, thì phần đó để mình tính sao đi, hoặc là nhờ bà chủ hay cô ái Mỹ can thiệp giùm,
chớ phần con không được nhắc tới nó. Tại sao vậy? Ảnh là chồng sắp cưới của con mà. Trời ơi, nhưng mà ông chủ không có thích nghe cái chuyện đó. Ổng thích hay không thích gì là ý của ổng, có ăn nhầm gì tới con chứ. Sao không ăn nhầm? Con mà nhắc thằng Phong hoài hả, ổng quê, ổng cho nó trở lại làm nha, rồi ổng đuổi cha con mình á. Cũng tại ba hết á, hở hở cái mượn tiền thiếu nợ cả đống à, bây giờ làm sao đây? Trời ơi, thì mọi chuyện đã lỡ rồi con à, cha con mình ráng nhẫn nhục một chút đi, đi kiếm ông chủ giả lả cho nó êm nghe con. Đi đi con, đi với ba con. Không, ba đi gặp ổng nói gì thì nói, con không đi. Trời ơi, không có con đi làm sao ép phê được con. Ba nói chuyện chứ có làm cái gì sao mà có ép phê. Nhưng mà cái tánh của ông chủ ổng con đi kiếm anh Phong. Nhung, Nhung. Trời ơi, thì cái con nhỏ này. Dạ, thưa ông chủ. Ủa, tới rồi ha. Tính xong chưa? Trả nợ cho tôi phải không? Dạ không phải. Ủa, còn Nhung đâu? Nghỉ việc rồi hả? Dạ, con Nhung nó sợ, nó không dám đến gặp ông chủ. Tôi đâu có đánh đập hay cắn mổ gì cổ đâu mà cổ sợ. Dạ, nó sợ cái quai của ông chủ. Bộ tôi quai lắm hả? Dạ, nó sợ, nó không dám tới. Nên tôi đến báo cho ông chủ hay là nó đã đổi ý rồi. Sao? Không dám làm cho ông chủ giận nữa. Và gửi lời xin lỗi ông chủ. Ôi, biết lỗi vậy là tốt. Nè, ngồi xuống đây đi. Dạ. Bếp Lục nè. Dạ. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Bữa nay tôi nói thẳng cho chú biết là tôi thích cô Nhung. Nói nghe. Dạ. Giữ kín nghe. Dạ dạ. Và tôi muốn được lo cho cổ và gia đình chú đàng hoàng. Dạ tôi biết. Lâu nay ông chủ thương và giúp đỡ cha con tôi nhiều rồi. Tất nhiên, có thương mới có giúp. Dạ. Nhưng ý của tôi là tôi thương cô Nhung như thương người trong mộng. Dạ thưa ông chủ, ông chủ thương nó như thương con cháu ngoài đời chứ mộng mị chê. Vô duyên à. Cái chú này sao cứ nói đâm hơi không à, cứ đâm thùng bể không à. Bất, tôi nói tôi thương cổ như người trong mộng. Dạ. Có nghĩa là tôi thích cổ. Dạ. Tôi mê cổ. Tôi đau ma cổ. Tôi muốn cưới cổ biết chưa. Nam mô A Di Đà Phật. Gì vậy? Dạ bữa nay rằm má con nó ăn chay nên con Nhung nó không dám hổn. Nãy giờ tôi nói tôi thương cổ chứ có xúi cổ chửi ai đâu mà sợ hổn. Dạ hổn là hổn với bà chủ. Sợ bà chủ hả? Ý, đừng sợ. Không có gì phải sợ hết á. Mọi chuyện rồi đâu cũng vào đó êm xuôi. Miễn chú gật đầu bằng lòng là xong hết à. Sao? Bằng lòng chứ. Dạ, dạ, chắc không được của ông chủ. Tại sao không được? Dạ, tại vì cô Nhung nó có... Ê, tôi cấm nha. Tôi cấm chú nói với tôi là cô Nhung đã có người yêu nha. Nhưng mà sự thật đó là... thật là tôi thương và muốn cưới cô Nhung. Nhưng mà ông chủ là tin nó thương... Sự thật là gia đình chú đang thiếu nợ và rất cần tiền. Thêm một sự thật nữa là mấy người muốn cậu Phong được vào làm trở lại. Tôi hiểu, nhưng chỉ sợ con Nhung nó không bằng lòng. Bằng lòng hay không là do chú. Hả? Chú coi nè, cây kiển này chỉ là cây tạp thôi. Dạ. Nhưng khi cho nó vô chậu rồi đó, mỗi ngày tôi uống nắng, tôi cắt tỉa, nó đã trở thành chậu kiển bonsai đắt giá thấy chưa. Dạ tôi hiểu ý ông chủ nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Việc này mà kết quả đó thì ba bên có lợi to, chứ không ai có hại đâu. Ông chủ muốn nói là... Thứ nhất, thằng Phong trở lại làm, tôi sẽ gả con Mỹ cho nó. Thứ hai, tôi được toại nguyện với cô Nhung làm con rể chú Thiếm. Và thứ ba là gia đình chú Thiếm giàu có, còn cô Nhung trở thành bà chủ cùng với chú quản lý nhà hàng mới ở Đa Cao. Nhà hàng mới ở Đa Cao. Nhà hàng Tiểu Đa Đa. Đúng. Tôi mở nhà hàng Tiểu Đa Đa để giao cho cô Nhung với chú đó. Ông chủ nói thiệt hả? Trời, không ngờ ông chủ lo xa chu đáo quá. Nhưng mà còn bà chủ.
Sợ bà chủ hả? Dạ. Tôi cho chú biết nghe, bà đó hả, tôi đặt đâu bà ngồi đó, không có dám hó hé ăn câu nữa. Bà mà lôi thôi, tôi tống cổ ra khỏi nhà liền. Ông tống cổ ai vậy? Tống cổ. Chết rồi. Ủa? Bà đi ngắm cảnh nè. Ngồi chơi bà. Dạ, mời bà chủ ngồi. Hồi nãy ông đòi tống cổ ai vậy? Tôi định tống cổ Dạ, ông chủ hâm tống cổ tôi. Dạ, tống cổ. Đúng đó, tôi giao bếp lục đi kêu thầy thợ về lo trang trí nhà hàng Tiểu Đa Đa. Một tuần lễ không xong là tôi tống cổ. Nè, chú Lục. Dạ. Chú mau kêu cô Nhung đi với chú qua lo cái nhà hàng bên đó giùm tôi nghe. Dạ. Lôi tôi à, cha con chú chết với tôi à, nghe chưa? Dạ, tôi hiểu rồi, dạ xin phép ông bà tôi đi. Dạ. Nè, ông mở thêm nhà hàng kinh doanh á, tôi không nói. Nhưng mà ông mở thêm phòng gì á, ông đừng có trách tôi độc ác nha ông. Bà, trời ơi, tôi nói bà nghe. Không lẽ bà không có chuyện làm, kiếm tôi bà gây lộn chơi phải không? Đúng không? Tôi kiếm ông muốn hỏi nè, tại sao bữa nay không thấy thằng Phong nó đi làm? Tôi cho nó nghỉ phép vài bữa. Bà nó gạt má đó, anh Phong bị đuổi việc rồi má ơi. Ủa, sao kỳ vậy? Cái thằng Phong nó hiền hậu siêng năng, sao khi không ông đuổi nó vậy? Sao bà biết khi không? Vậy chẳng có lỗi gì, làm dở hả? Hay gian lận hay thục kết, bà nói đi. Nó vô ơn bạc nghĩa đối với con. Nó lừa dối lợi dụng con. Nó lợi dụng con cái gì vậy con? Trời đâu có, anh tốt với con lắm mà. Xạo nữa. Tốt mà nó gạt bỏ con, nó đi karaoke một mình. Nó đi cặp bồ với người khác đó. Nó cặp bồ với ai vậy ông? Bà kỳ quá đi. Anh cặp bồ với ai thì kệ ảnh, có nhập gì với tới con đâu bà nói. Ủa, sao không ăn nhập mày, sao không ăn nhập? Bà ơi, con không có thường để ý ảnh hồi nào. Bà khỏi lo, khỏi biết ảnh làm gì. Nếu thích nó thì bà mới giúp đỡ. Con không có thích sao bà ép được chứ. Chuyện tâm tình, ông không thể ép con. Ông làm như vậy là ông thiếu công bằng. Tại thương con, tôi mới tính cái kiểu này là muốn cả hai thành đôi lứa vui vậy. Nếu cháu ta quá ta thì tôi cứ đủ tuốt ruốt. Ép uống nó, ông ép thì hết nước. Nhưng mà nghĩ lại đi ba, cũng chỉ vì thương con thôi mà. Trời, nữa rồi tưởng gì, rốt cuộc má cũng theo ba, con không có chịu đâu. Mỹ à, con nghe má nói nè. Chính má thấy thằng Phong hiền hậu dễ thương, má cũng thích, nên má thầm mong cho hai đứa có duyên có nợ. Kỳ cục không? Con đã nói là con mới để ý gì ảnh hết á. Con chưa muốn có chồng mà duyên nợ gì nổi má. Trời ơi, cái con nhỏ này nó cứng đầu quá đi. Tôi mệt quá, tôi giao cho bà nói chuyện với nó đi. Ý à, con chỉ đi lo đi chơi lung tung à. Hết đánh cầu rồi bơi lội. Bơi lội đã thì karaoke. Không để ý gì ai hết. Con à, con lớn rồi, phải điềm đạm suy tư việc này chuyện kia một chút để còn lập gia đình chứ, mà lo xây dựng tương lai chứ lẽ nào con chỉ thích vui chơi. Thằng Phong theo má thấy với con thì xứng lứa vừa đôi. Chuyện cảm tình thì đâu thể bắt con với ảnh chẳng có gì, má biểu làm sao đây? Má chỉ khuyên con quan tâm hữu ý hữu tình, kẻo mất đi một duyên phần tốt lành. Tao nói rồi, hai đứa học thương nói vậy là bà ăn hiếp ảnh rồi đó. Vậy tao mà ăn hiếp nó không dám đâu mày. Nó ăn hiếp tao thì có. Nó ăn hiếp ông cái gì ông nói nghe coi. Thì nói tôi nói bà nghe, tự nhiên cái là nó
nó gạt con gái mình đó. Cái cách nói chuyện ấp a ấp úng của ông á, làm như là ông ghen nói với ai vậy đó. Ê, bà đừng có lo bậy nghe, tôi chỉ lo cho con gái của tôi hả nghe. Phải nói và con Mỹ có tình có ý với nhau á thì tôi coi nó như con rể, đâu có đuổi làm chi. Cũng tại nó cặp bồ với cái cô gái khác. Ba, ba muốn con với ảnh có tình ý. Mà ảnh đã có bồ rồi, làm sao mà anh để ý anh thương con được. Tình yêu là tranh giành, là thu phục mày. Mày phải chạy đua giật lại cho bằng được. Cũng như tao vậy nè. Ông sao? Ông sao? Bon rành kinh nghiệm vụ giành giật lắm hả? Ông chạy đua hồi nào? Giành giật với ai? Nói! Trời ơi, thì giành giật bà hồi nhỏ đó, nhớ chưa? Tôi thấy ông kỳ cục lắm rồi nghe không? Để xong cái vụ này rồi biết tôi. Con à? Dạ. Ba con giàu sao cũng chỉ vì thương con, muốn lo duyên phận cho con nên giận lẫy đuổi người thôi. Bây giờ ý con sao? Nói cho ba má nghe đi, rồi ba má tính. Con chỉ có một ý thôi, là yêu cầu ba thâu anh Phong làm trở lại. Không được. Ba, chừng nào con với nó có tình có ý với nhau, nó sẽ là rể tương lai của nhà này, thì ba sẽ cho nó làm lại và còn lên lương lên chức nữa. Còn trớt he đấy ha, tao cho trớt quất luôn. Ái Mỹ à, ba con nói vậy cũng thật lòng thương con và thương nó lắm rồi. Chịu đi con. Đâu có được, con chịu ảnh rồi ảnh không chịu con thì sao? Tình cảm từ từ nảy nở mà con. Trước mắt là giải quyết cho nó trở lại làm cái đã. Hứa đi. Má à. Con à, hứa đi. Rồi, con hứa với ba. Hứa hả? Hứa làm sao nói nghe coi. Thì con hứa con sẽ thương ảnh và làm cho ảnh thương con. Tốt. Ba má và mọi người xung quanh sẽ tạo điều kiện cho con tỏ tình yêu với nó. Nhưng mà ba phải hứa lại à nghe. Ba phải viết thơ an ủi ảnh và hứa lên chức lên lương. Trời ơi, về lấy tờ rồi đi kiếm nó đi. Má, con nghe lời má nghe, có gì má chịu đó nghe. Con biết. Phong, hình như là con Nhung mày ơi, chắc là kiếm mày á. Ê, mày chạy đâu vậy? Phong. Kìa, anh Minh Vũ. Chào Nhung. Nhung đi đâu vậy? Mấy bữa rày đi kiếm mà không gặp anh Phong, anh có thấy ảnh không? Không thấy. Mỗi lần nó đi ngang qua đây, ưa ghé quán nước này để uống cà phê nè, mà cả tuần nay cũng không thấy nó đâu hết á. Không biết ảnh đi đâu á. Không lẽ anh tránh mặt em sao? Chứ còn gì nữa. Hả? Không phải. Chắc nó nghỉ việc, nó buồn nên không muốn gặp ai hết á. Mà có chuyện gì thì em cứ nhắn đi, hãy tôi gặp nó tôi nói lại cho. Tôi chỉ muốn gặp ảnh là để thăm với an ủi ảnh, và cho ảnh hay là cô ấy Mỹ và bà chủ đã can thiệp cho ảnh được làm trở lại rồi. Ôi, vậy là tốt quá rồi. Được rồi, để tôi gặp nó tôi sẽ nói cho nó hay. Nè anh Vũ à. Hả? Anh nhớ có gặp á thì dặn ảnh qua Đa Cao, tôi và ba đang trông coi người ta sơn phết nhà hàng bên đó. Được rồi, tôi sẽ nhắn lại không thiếu một câu nào đâu. Cảm ơn anh nghe.
Minh Vũ, mày nhanh chân bước ra trận Nhung, đỡ kẹt cho tao quá. Thì tao cũng nghĩ mày đang buồn, sợ mày bị mặc cảm nên ngăn lại. Không về cũng hợp tình hợp ý phải không? Với Nhung thì tao không có mặc cảm gì hết, nhưng tao tránh gặp là tránh tai họa đến bất ngờ với gia đình cổ mà thôi. Mày nói tai họa gì? Rồi đến gia đình là sao? Phức tạp khó nói lắm mày ơi. Hồi nãy cô Nhung có nói gì với mày vậy? Cổ cho hay là cô ấy Mỹ đã can thiệp cho mày làm trở lại rồi đó. Ái Mỹ can thiệp hả? Thì có mình cổ mới cứu nổi mày thôi. Đâu mày kiếm Ái Mỹ thử coi. Lại mang ơn nữa rồi. Nhưng mà còn mặt mũi nào trở lại làm chứ được. Tự ái chứ mày. Ôi tự ái con khỉ mày ơi. Tao thấy cái mồi mày sắp đến cái lối rẽ ái tình rồi đó. Mày nói bậy à. Cái gì là lối rẽ? Cô ấy Mỹ thương mày thiệt rồi đó. Theo ý tao á, không ấy có cơ hội, mày chặt cua luôn đi cho nó khỏe. Đâu có được. Tao thương Hải Nhung nhiều lắm. Và tụi tao cứ hứa hẹn với nhau, khi tao ổn định việc làm á thì hai đứa sẽ cưới nhau, lập gia đình sống chung. Nay bỗng nhiên chuyện gì cũng không xong. Có thương cũng để đó, lo trước việc làm ăn. Ôi thì mày buông con Nhung cho rồi. Lòng tao đang bối rối, thất nghiệp chưa lo xong. Tại sao mày lại suối dài, khiến tao thêm rối trí? Không lẽ bảo tao theo con Mỹ nhà giàu? Đúng vậy đó. Minh Vũ à. Sao? Tao là ai mà đi làm chuyện lạ kỳ, trắc trở không đáng gì mà thay lòng đổi dạ hay sao? Không mà, thôi nhưng đi mà. Mày nín đi. Mày đừng nói lời nào, tao không phụ kho tham giàu. Nhưng không lẽ lừng khừng chết đói hoài sao? Trời xanh voi xanh cỏ, tay làm hàm nhai, không có đói được đâu. Bây giờ mày giúp tao tìm việc làm. Ủa còn cái việc cũ ở nhà hàng, rồi cô ấy Mỹ lo cho mày bỏ luôn à? Bị đuổi rồi, giác mặt trở lại làm bộ khùng sao? Mày giúp tao đi, làm lao động cũng được nữa mà. Xạo, mày có bằng B Anh văn, thuộc loại bạch diện thư sinh, giác cây chổi lông gà không nổi mà mày đặt đi làm lao động. Người ta làm được thì tao làm cũng phải được hả? Thôi được, nếu mày muốn người ta lo cho mày có nghề, làm ngon lành luôn. Nghề gì? Nghề đẹp đẽ, gọn ghẽ, sạch sẽ, vui vẻ, mát mẻ, tươi trẻ, không xài tiền lẻ, khỏe. Là nghề gì chứ? Nghề tiếp tân khách sạn. Nếu đàng hoàng thì tao đồng ý, đâu mà dẫn tao đi coi. Khoan, có gì mà gấp. Tao với mày làm vài lon nữa nha. À cô ơi. Ủa, tao mệt rồi, uống không vô đâu. Tao đi toilet nha. Thôi, uống có mấy lon mà đi tới đi lui hoài, cái thằng này lộn xộn quá. Minh Vũ. Ủa cô ấy Mỹ, hay quá. Hồi nãy ai gọi điện cho tôi vậy? Phải anh không? Ủa rồi còn anh Phong đâu rồi? À thấy cô nóng lòng kiếm nó nên tôi cho cô hay đó. Nó mới ra ăn sao kìa, cô ngồi chờ chút đi. Từ bữa tới nay á, ảnh lặn mất tiêu luôn à. Không biết anh đi đâu mà kiếm. Mày đưa tao tới khách sạn thử coi Vũ. Ủa cô Mỹ. Nói vậy hôm nay anh lủi trốn trong mấy khách sạn hả? Hèn chi tôi kiếm muốn rã dò, mòn có dài tôi hết rồi nè. Ngộ ghê à. Cái thằng thất nghiệp mà cô nào cũng kiếm, còn thằng Vũ này ế độ hoài. Anh Vũ nói cô nào kiếm anh Phong nữa vậy? À thì cái cô cô nào nói mau. À cái cô bán quán kiếm nó để đòi nợ. Nó xạo sự lắm, cô Mỹ đừng có tin á. Có lộn không đó. Thằng này nhớ kỹ là cô ấy Mỹ không phải là vợ thằng Phong, mà sao hỏi tới hỏi lui làm như là ghen á. Còn thằng Phong thì nó đính chính lia lịa à. Thôi dẹp cái miệng anh đi. Tôi kiếm anh Phong là có chuyện riêng với ảnh đàng hoàng à. Anh đừng có nói bậy à nha. Nói bậy thì xin lỗi. Thôi à, mời cô ấy Mỹ ngồi uống nước, bớt giận đi. À Phong ơi, mày có đi với tao ra khách sạn để xin việc làm không? Thôi khỏi. Cảm ơn anh à, cảm ơn anh có lòng giúp bạn. Nhưng anh Phong đã được phục chức rồi. Cô ấy Mỹ nói tôi được phục chức à? Chẳng những được phục chức mà còn lên chức quản lý và tăng lương gần gấp đôi nữa đó. Nè, thơ của ba em gửi cho anh nè, coi đi. Vậy là mày có nữ thần hộ mạng rồi. Tao mất cơ hội giúp mày rồi. Thôi mời nữ thần uống nước. Để đó tôi mà. Bữa nay sao anh xạo quá. Đi chỗ khác chơi đi cha. Rồi, đuổi thì đi. Bye. Minh Vũ, tao với mày đi lại khách sạn. Anh Phong, chẳng lẽ thơ của ba em viết cho anh
với lời giả lả gần như là xin lỗi, rồi còn hứa lên chức lên lương mà anh còn muốn theo Minh Vũ để nhận những việc làm bất trắc hả? Vậy ở nhà hàng Đa Đa không có bất trắc hay sao? Có, nhưng bất trắc đó đã qua. Em và má đã thu xếp thật là an toàn. Anh Phong, anh không có vui với kết quả này sao anh? Một lần nữa anh lại thọ ơn Ái Mỹ, nhưng quay trở lại làm anh thấy ái ngại không có vui. Anh à, đây là ba em gửi thơ kêu gọi, chứ đâu phải anh hạ mình năn nỉ đâu. Mà anh ái nái ngại ngùng, rồi thấy lòng không vui. Em rất thật tình, giống như y má. Cảm mến anh như người trong thân. Thế nào đâu cô Ái Mỹ, cô đừng nói vậy. Cô đừng đùa cợt với Thái Phong. Xin phép cô. Khoan, anh Phong, tại sao anh bỗng nhiên tỏ ra âu lo hốt hoảng? Khi em vừa thốt lên hai chữ tình yêu nữa như nói thật nữa như đùa. Như còn lẫn lộn thật với đùa, khoảng cách ấy bao xa. Đến lúc cần thì miệng cứ nói ra, cho một sự thật khác hơn được thành tư. Còn chuyện trái tim với những lời vừa thú lộ, để về sau mới biết rõ thật. Cô Ái Mỹ, tôi không hiểu cô nói đùa hay nói thật, nhưng những lời nói của cô làm cho tôi sợ. Thôi, để tôi đi. Kìa, cái gì mà sợ, cái gì mà đi. Là thanh niên mà mềm yếu như là con gái vậy. Ai nói đùa thì mình đùa lại, còn ai nói thật thì mình nói thật lại. Sợ gì, phải không cô? Mày xạo quá đi Vũ ơi. Xạo mà có lý. À, bây giờ mời cô Mỹ thấm giọng. Đã. À, còn tao với mày thì uống cho hết mấy cái lon này đi. Rồi muốn đi đâu đi? Mời anh Phong, anh Vũ. À, đó. Bây giờ uống nước xong rồi ha, hai người hòa giải đi. À Phong à, mày nghe lời cô Ái Mỹ trở lại làm chỗ cũ đi, là hòa cả làng. Còn tao á, xin kiếu nha. Ê Vũ à, đợi tao với Vũ. Anh Phong, tại sao em chóng mặt quá anh Phong ơi? Ơ kìa, Ái Mỹ à, cô làm sao vậy Ái Mỹ? Anh Phong. Ơ, cô Ái Mỹ à, chắc cô bị trúng gió rồi đó. Hả, trời ơi con Mỹ sao vậy, mau đưa đi cấp cứu, đẻ lên. Trời ơi, anh ra xe mau, đẻ lên. Đi, lẻ lên đi. Trời ơi, anh Phong Ái Mỹ như vậy sao? Họ đã phản bội tôi sao?
hẹn hò với Ái Mỹ mà anh luôn luôn lánh mặt tôi mà. À kìa, em Hải Nhung. Đứng lại. Cái nước của Ái Mỹ đây. Hãy lấy em ra đi đi. Hải Nhung à, em đừng hiểu lầm anh. Hiểu lầm hả? Nhung, em tá tay anh có nghĩa là em vẫn chưa tin anh à? Anh nên đi. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Đi đi. Nhung à, em hãy nghe anh nói đi nè. Không, tôi không nghe anh nói gì nữa. Tôi với anh đã hết rồi. Không còn dòng anh. Nhung, em hiểu cho anh mà. Anh hãy về với người trong mộng. Tôi không hận mà chung cho hai. Diễn ra âu yếm của hai người. Tôi không thể biến nỗi đau thành một niềm vui tô điểm nụ cười. Bao mơ ước nên chồng nên vợ đến giờ này khói mây tan. Anh hãy đi đi, tôi không muốn và mãi mãi đừng bao giờ gặp lại. Tôi tự biết mình nghèo hèn hơn Ái Mỹ vì đâu thể cạnh tranh cùng cô gái đẹp sang giàu. Nhung à, em hãy nghe anh nói. Không, không phải như vậy đâu Nhung à. Không, anh đừng nói gì nữa hết. Tôi không nghe. Tôi không nghe đâu. Nhung, bình tĩnh lại đi. Em hãy bình tĩnh nghe anh nói rõ. Chuyện xảy ra là một tai biến bất nghi ngờ. Cô Ái Mỹ đang cùng anh nói chuyện. Ông chủ kêu anh trở lại làm và lên chức tăng lương. Em biết không, anh chưa nhận lời. Đang lúc phân vân thì bỗng nhiên cô ấy đột nhiên ngất xỉu. Anh hoảng hốt lên, vội bồng chạy lo cấp cứu và đưa liền cô Mỹ ra xe. Cảnh ngộ này không ai có thể làm ngơ. Thì em đừng nghĩ quay cho rằng anh đổi già. Hãy tin anh một lòng chung thủy. Chỉ yêu em và chờ đợi lập gia đình. Với cảnh tượng hiển nhiên, dù anh có nói trăm ngàn lời ngon ngọt thì cũng không lọt vào tai tôi đâu. Anh đem cái bóp này về cho cô ấy đi. Đi. Nhung à, Nhung. Mỹ, con tính đi đâu vậy? Lấy cái gì má lấy cho. Mỹ à, con nằm nghỉ một lát nữa cho nó khỏe mà Mỹ. Con chỉ say sẩm ngất một chút mà, không có sao đâu. Nằm nghỉ là khỏe rồi. Mới bớt rồi bộ tính đi đâu nữa sao con? Đi chứ má, ở nhà tù tôi muốn chết vậy đó. Thôi con ở nhà đi ha, để ba đi kêu y tá tiêm cho con mũi thuốc nữa nghe. Thôi khỏi ba ơi, hồi nãy con chết rồi. Ủa, đâu mất rồi? Ủa? Mất cái gì vậy con? Ủa, ở phòng con có ai vô đâu mà mất. Mà mất cái gì chứ? Vào đi. Dạ,
xin lỗi. Ô kìa, cháu Phong. Dạ, cháu chào ông bà chủ. Tôi đường đột vào đây là để trả cái bóp cho cô Ái Mỹ bỏ quên ngoài chỗ quán hồi sáng. À, đúng là cái bóp này rồi. Em bỏ quên ở quán công viên mà tưởng mất. Ngu quá à. Cảm ơn anh Phong nha. Dạ không có chi. Đúng ra cậu Phong là người ơn người tốt, mà con phải tìm cách trả ơn đó. Đúng rồi đó. Hồi sáng đó con biết không, nếu mà không có cậu ấy bồng con đi cấp cứu, ba không biết làm sao giờ nữa. Nè con á, con phải trả ơn cho xứng đáng cậu ấy à, nghe chưa? Con biết rồi. Để con đưa anh về văn phòng làm việc. Con phụ làm sổ sách với ảnh. Rồi kéo anh đi ăn cơm và karaoke với con là được rồi. Phải không anh Phong? Thôi mình đi anh. Thiệt con nhỏ này giống như là con trai. Đó bà thấy chưa, bà thấy hai đứa tụi nó xứng ghê chưa, giống y như tôi với bà hồi nhỏ tụi mình mới quen nhau vậy đó. Thưa cô Mỹ, có ông chủ ở chỗ phòng cô không? À có, ba má đang ở đó. Chị kiếm ba ký tên giấy tờ hả? Vậy đi mau đi. Nè, ghen sao mà làm gì ngó dữ vậy? Dạ thưa ông chủ, ông chủ tới mà Nhung không hay. Cô thấy con Mỹ với thằng Phong xứng đào xứng kép chưa? Dạ. Hai đứa nó đang thích nhau nên tôi định làm đám cưới gấp cho tụi nó đó. Cô Nhung thấy làm sao? Dạ được lắm chứ. Dạ thưa ông chủ. Cái gì cũng không qua duyên trời định, trục trặc cách nào rồi cũng dính lại mà thôi. Cô có tin ông trời không cô? Dạ bị ông trời ở xa quá nhưng không biết. Đâu có xa, ở kích bên nè, ngó là thấy liền nè. Dạ Nhung đem giấy tờ cho ông chủ ký tên. Ông trời đó, cô có biết ông trời không? Ông trời là đồng tiền đó, có đồng tiền muốn lên tiên cũng được. Bởi vậy cho nên tôi... Dạ Nhung chờ ông chủ ký tên. Ký tên nè. Thì cô ký đi. Dạ Nhung không phải giám đốc. Thôi được rồi, giấy tờ nhà hàng Đa Đa đó thì để qua ký cho. Mai mốt đây chừng nào nhà hàng Tiểu Đa Đa khai trương thì giao cho Nhung cho, em ký hết nghe. Thôi đưa giấy tờ đây. Để tôi ký giùm cho ông được không? Thôi mà, để cho Nhung ký. Tôi muốn Nhung ký à ha. Tôi nói à. Trời ơi, tự nhiên bà Giang trần ngồi nào mà tôi không hay vậy. Thấy ông và cô Nhung nói chuyện ở trên trời dưới đất, nhường qua nhường lại chữ ký tên, cho nên tôi liền ra đây. Nếu ông cần thì tôi ký giùm, có gì ngại không hỡi ông chủ kim ông trời con. Dạ thưa bà hiểu chưa, con đem giấy tờ nhờ ông chủ ký, chứ con không hề phát ngôn vô lễ lời nào với ông đâu. Cô đừng băn khoăn, tôi biết rồi, cô không lỗi gì. Đi về làm đi, tôi muốn nói vài lời với ông tôi. Đem vào phòng tôi để yên, lát về tôi sẽ ký. Về làm gì đây? Ông Đa. Dạ. Lộn. Dạ lỡ là dạ luôn nghe không? Nè con Nhung đi rồi tôi mới nói. Ông ló mòi kỳ lắm, tôi coi không có được nghe không? Trời đất ơi, tôi có ló mòi gì đâu. Bà đừng có đổ oan tôi tội nghiệp nghe. Nó đáng con đáng cháu thì ông phải giữ tôn ti trật tự của người cha người chú biết chưa? Trời ơi mà nhờ tôi có làm gì đâu. Bất quá thì... Bất quá sao? Nói! Thì bất quá thì nói qua nói lại vài câu cho nó tươi mát trẻ trung chút vậy mà. Và cái đầu mà nói trẻ trung, chuyện con cái ông lo, mà lo ở đó trẻ trung tươi mát. Tôi hỏi ông nè, ví dụ con Mỹ với thằng Phong, ông tính tới đâu rồi? Thì phần con Mỹ thì nó đang thích thằng Phong. Nói với nó vụ hôn nhân cũng dễ thôi. Bây giờ chỉ còn nói với thằng Phong là định ngày làm lễ hả? Có tính thì nói liền cho nó xong, chứ ở đó mà tào lao thiên địa
thả về để phá phách con Nhung hoài sao được? Trời ơi thì được rồi, tôi với bà đi kêu nó đặt thẳng vấn đề cho xong luôn. Đây. Đây. Nè, Phong. Dạ. Ông bà chủ cho mời cậu tới gặp Điền đó. Dạ. Ý, quên nữa, chú Lục ơi. Có gì không? Chú Lục làm ơn đưa giùm thơ cháu cho Nhung nha. Dễ. Đến nước này mà cậu còn gửi thơ cho nó để chọc tức nó nữa đó hả? Dạ không phải chọc tức, mà cháu muốn nói rõ cho Nhung biết là cháu một lòng một dạ, để Nhung đừng hiểu lầm cháu chuyện vừa qua. Ừ. Giúp giùm cháu nghe chú. Thôi khỏi. Chính tôi nè, tận mắt thấy cũng phát bực nữa chứ đừng nói nó. Nó về nhà khóc cả đêm và tuyên bố với má nó là không bao giờ nó gặp mặt cậu nữa. Đừng gửi thơ gì vô ích mà đó. Chú Lục, ê, cháu bị oan ức mà. Chú làm ơn giúp giùm cháu một lần nghe chú. Đây. Miễn chú đưa thơ giùm, rồi Nhung muốn mắng chửi hay đoạn tuyệt với cháu, cháu cũng vui nữa. Bếp Lục này nói không là không. Cậu nên tự lo duyên phận của mình đi. Đừng đeo theo con Nhung của tôi nữa. Bội quá. Chú Lục. Cậu Phong à, con Mỹ của tôi nó học giỏi, thông minh tốt bụng như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng với cậu sao mà cậu chê? Phong à, cháu hiền hậu, thật thà, hai bác rất mến. Rồi thấy con Mỹ nó cũng thích cháu, nên hai bác muốn giao nó cho cháu để hai đứa gầy dựng tương lai. Thưa ông chủ bà chủ, cháu cảm ơn lòng thương con bà dành cho cháu, nhưng cháu không thể thành hôn. Tại sao? Cậu chưa vợ tại sao chê con tôi? Dạ không phải chê, nhưng tại cháu không xứng với cô Mỹ. Chuyện đó hai bác không nghĩ tới, mà cháu lo làm gì? Bộ cháu không thấy con Mỹ nó thích cháu lắm sao? Cô Mỹ hồn nhiên vui tính đùa nghịch với mọi người, chứ không phải thích cháu đâu. Thôi, khỏi nói nhiều. Cậu mau trả lời cho tôi biết đi, tại sao cậu từ chối kết hôn với con Mỹ? Tại sao? Cậu nói đi nè. Dạ, tại vì cháu đã có người yêu. Cái gì? Có người yêu? Hồi nào? Ở đâu? Là ai? Nói tôi biết coi. Đâu? Cậu nói cho hai bác nghe thử coi quen hay lạ. Sao cậu không nói? Cứ nói đi. Coi người yêu của cậu có giàu sang tốt bụng và đẹp như con gái của tôi không? Dạ chắc không bằng cô Ái Mỹ. Nhưng mà... Dạ... Nhưng mà sao? Tôi cho cậu hay nha. Tánh của tôi thì cực đoan và cố chấp lắm. Ai thương tôi thì tôi thương và giúp đỡ hết mình. Ai xấu với tôi đó thì tôi triệt hạ sát gián, hiểu chưa? Cháu Phong à, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người. Cháu yêu ai thì cứ nói thật cho hai bác biết rõ đi. Hai bác không có bắt ép đâu. Nói như bà sao được? Mình cực khổ lo lắng nuôi bao hy vọng, không lẽ cuối cùng ăn trét sao? Tôi tính hết rồi bà không hiểu gì hết á. Không được đâu. Tới giờ này ai làm tôi thất bại thì tôi sẽ cho họ thất bại trước tôi hả? Ông, sao ông giao búa quá vậy? Cháu Phong à, nếu thật sự cháu đã có người yêu rồi thì cháu cứ nói rõ ra đây, coi như trong nhà hai bác sẽ giúp cho. Phải dấu khiến mọi người càng không hiểu lý do, cháu nói rõ khỏi quanh cô. Dạ bác ai muốn nghe cháu xin nói thật, người cháu yêu là cô gái nhà nghèo đã kết hứa hẹn thề. Phải, tôi biết rằng cậu có người yêu nhưng xích mích ghét thù nhau kia và luôn cả gia đình oán hận cậu nên đoan tình. Nếu lỡ làm thì như tan giấc mộng, còn tiếc gì duyên xưa. Nếu chú Lục biết rõ hoàn cảnh của cháu Phong và gia đình hứa hôn bên kia đã từ khước, thì cháu Phong càng dễ dàng lo hôn sự cho mình. Cậu trả lời mau đi, có đồng ý kết hôn với Ái Mỹ của tôi không? Cậu Phong mà, trời ơi, do dự gì nữa không biết nữa à. Nè, làm để ông bà chủ này chức xứ rồi, còn gì nữa đó. Sao?
thôi. Cô bằng lòng chưa? Để tôi lo ngày cưới chứ. Dạ, xin hai bác cho cháu suy nghĩ 3 hôm mà. Được. Đa tôi đồng ý cho cậu suy nghĩ 3 hôm. Với kết quả đó là phải gật đầu chứ không được phép lắc đầu, nghe chưa? Vắng em đi giờ chỉ những chiếc lá rơi sâu, ngày tháng những nuối tiếc của hôm nào. Hỡi em tìm đâu ước mơ, đêm đêm cô đơn bước lang thang trên vỉa hè, tiếc nuối cho bao ngày hạnh phúc. Đang nơi đâu có biết chăng, tình đẹp ngày nào vẫn nhớ mong. Đi tìm dấu thân yêu, giờ bóng tôi đã quay về. Ôi người đã xa tôi, giờ đành thôi ôm ấp anh. Ơi người của tôi yêu, còn nhớ những buổi ta hẹn hò, thì nhớ đến những lúc ta hẹn thề, có nhau đợi nhau mãi thôi. Thì nhớ đến những lúc ta hẹn thề, à Nhung ơi, nè con rửa mặt đi rồi đi ăn cơm nha con. Dạ, để con phụ má dọn cơm nghe. Thôi được rồi. À Nhung à, mấy bữa nay con có gặp thằng Phong không con? Tụi con ra sao rồi? Thôi, má đừng có nhắc tới ảnh nữa. Sao vậy? Mỗi ngày ra vô văn phòng gặp nhau mà không có nói gì hết á. Nó không nói chuyện với con, hay là con không nói với nó? Là con không thèm ngó mặt ảnh. Mà thôi đi, má đừng có nhắc nữa mà. Sao kỳ vậy Nhung? Coi chừng cha con của con hiểu lầm thằng Phong đó. Hiểu lầm gì? Chuyện xấu xa đã xảy ra trước mặt bao nhiêu người mà hiểu lầm sao được má? Tuy con nói vậy nhưng mà má thấy tội nghiệp cho nó quá. Con biết không, mấy bữa dài bữa nào nó cũng đến tìm con á, chờ con để được gặp. Lúc đó thì con không về, lúc thì có con ở nhà mà con không chịu ra tiếp nó nè. Khiến nó không được vui, má hỏi nó vài câu, nó làm thinh, ngó mong mà buồn xo. Rồi lặng lặng ra trước nhà ngóng đợi, rốt cuộc có lại đi về. Tội nghiệp không nói một lời gì, chuyện đến thế nói năng gì đây cho xấu hổ lây. Tánh thằng Phong
là hiền khô à. Hiền mà như vậy á, tham tiền phản bội à. Con nhất định rồi, hận thù trọn đời. Hải Nhung, mà biết không lửa làm sao có khói. Nhưng nếu nó có bậy bạ gì đi nữa thì cũng chỉ mới có lần đầu. Vậy con cũng nên rộng lượng một chút chứ, để cho nó gặp con một lần coi nó giải thích cho con ra làm sao. Những bức ảnh để đời này đã giải thích quá rõ rồi còn gì nữa. Đó, má coi đi. Ảnh gì ở đâu con có vậy? Của thợ chụp ảnh công viên bán cho ông chủ. Ông chủ đưa cho con đó. Thôi, con đi rửa mặt ạ. Rõ ràng là những bức ảnh của thằng Phong ôm ấp Ái Mỹ. Chi con Nhung nó buồn là phải mà. Ôi, nhưng hồi nào tới giờ thằng Phong không có cái tánh đó. Mà tại sao lại làm như vậy? Thì tại ảnh ham tiền, chê mình nghèo, thích kiếm vợ giàu chứ sao má. Nó không có vậy đâu con à. Không có. Cho má hay á, ông chủ đang sửa soạn gả cô ấy Mỹ cho ảnh đó. Trời ơi, thật sao? Má hỏi ba thì biết á. Thôi, con ăn cơm. Có lẽ nào mà thằng Phong lại tệ đến như vậy. Ai đó? Mời vào. Thêm hai. Ủa, ông chủ. Dạ, dạ sao ông chủ ghé đây? Dạ, dạ, dạ mời ông chủ ngồi. Cảm ơn. Dạ, nhà bê bối quá, dạ ông chủ đừng chê. Thêm hai. Dạ. Tôi đi phố mua ít đồ dùng, sẵn đi ngang ghé cho biết nhà và thăm thêm hai luôn. Dạ, ông chủ tốt quá. Dạ. Ý chết. Hả? Dạ, ông chủ để túi đồ xuống đi, chứ ôm hoài bất tiện. Dạ, ông chủ đưa đây. Dạ. Thêm hai à. Dạ. Ấy thêm đem cất luôn đi. Dạ. Vì gói đồ này tôi đem tặng cho gia đình đó. Dạ, đem tặng cho gia đình. À. Trời ơi, ông chủ ghé chơi là hân hạnh cho tụi tôi quá rồi. Bài chi cái chuyện tặng quà. Đâu có đáng gì đâu. Tại tôi hứa với chú Lục rồi, tôi phải thường thường ghé thăm lom lo lót thêm hai. Ê, ông chủ. Dạ, ông chủ nói cái gì? Lo lót. À thì lo lót hả? Trời ơi, nói lộn. Lo lắng chứ không phải lo lót. Ông chủ nói lộn vậy làm tôi hết hồn. Thêm hai cảm phiền. Tôi nói lỡ lời cũng thấy lòng vô cùng hối lỗi. Trời ông chủ. Trời ơi, vô cùng hối lỗi, hối lỗi. Dạ. Nó bậy nữa đó, thấy chưa. Dạ, coi bộ ông chủ có tâm trạng kỳ lạ gì đó. Cho nên cứ mở miệng ra là nói toàn là cái chuyện phạm pháp không mà. Phạm pháp không à. Dạ. Mới bị giật hụi nè. Ông chủ. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, bỏ qua chuyện đó đi. Dạ, dạ. Sở dĩ tôi tặng đồ cho thím hai là thực hiện lời hứa với chú hai, để làm cho thím hai vui vậy mà. Để làm cho tôi vui. Ừ. Ủa, tôi có buồn gì đâu. Còn cái này nữa, chú hai có nói thím hai muốn sửa lại căn nhà, làm lại cái phòng cho cô Nhung mà kẹt tiền, nên tôi có đem qua thím vài cây vàng để làm. Trời, vàng hả ông chủ? Đây nè. Đó, thím cất đi. Dạ. 5 cây 4 số 9 SCC. Trời ơi ông chủ ơi, ông chủ có nghe lộn không? Sao? Tôi đâu có đòi sửa nhà hồi nào mà ổng nói bậy bạ để làm phiền ông chủ không à. Trời ơi, đâu có gì đâu phiền. Bổn phận phải chăm lo nhạc gia của con rể mà. Trời đất ơi, ông chủ nói gì vậy? Ai? Ai là nhạc gia? Ai là con rể? Tôi nói lỡ lời. Trời ơi, bữa nay sao ăn trúng thịt con gì mà bẻ miệng nói bậy hoài vậy không biết. Chắc ăn nhầm thịt ngỗng quá. Ai, dạ xin lỗi bà Nhạc. Dạ. Nữa, xin lỗi em Lục. Trời ơi, ông chủ ơi, trời ơi, tôi nghĩ tôi ông chủ ơi. Xin lỗi bà Lục, bà Lục. Dạ, 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 dạ thưa ông chủ. Dạ nói thiệt, tôi thấy ông chủ giờ có bệnh rồi đó. Dạ ông chủ mau mau giờ đi khám thần kinh đi. Dạ bị chạm điện nặng lắm mà ông chủ. Không có đâu, không có đâu. Không có bị điện gì hết, không giật gì hết á. Dạ không có thiệt. Thôi đừng chủ để ý nghe. Dạ dạ. Thôi tìm cất vàng và đồ đi nghe. Dạ, dạ xin lỗi. Dạ tụi tôi nợ của ông chủ tới 3 tháng lương á. Nặng quá nên không dám nợ thêm đâu. Trời ơi, nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Tôi hứa với chú Lục rồi, không có đòi đâu mà sợ. Dạ. Tìm tạm thời cất hết đi. Dạ. Nếu e ngại thì chờ chú về bàn lại. Nè, cầm đi.
Dạ. Còn gói đồ nữa nè, thím giữ luôn đi. Trời, ông chủ. Hả? Ông mua chi hàng giấy nhiều quá vậy? Thì hàng giấy này là đồ ngoại. Đây đây đây, hai sắp nè. Hai sắp này ha, hai sắp màu xanh này ha. Dạ, dạ. Là để cho cô Nhung. Dạ, cô Nhung mai đồ nghe chưa? Dạ dạ. Nè, còn có sắp đỏ nè. Dạ. Đỏ mà có lumino đó. Dạ. Là mua cho thím đó. Cái trời đất ơi. Khổ thước sao mà tôi lấy có phân nữa à. Dạ sao? Ấy thím lấy thím mai zip mặt đi được không? Trời đất ơi, trời ông chủ ơi, tôi cảm ơn ông chủ nhiều lắm. Dạ tôi già lắm rồi ông chủ ơi, mặc không, vậy quá sao được? Không chịu mặc zip mà. Dạ. Thôi mai đồ tắm mà đi bơi cho nó vui. Ôi trời ơi còn chết nữa ông chủ ơi. Xin lỗi thím nha, bữa nay sao tôi vô duyên quá vậy trời. Tôi nói gì vậy? Thôi đây nè, còn cái sắp này là sắp để cho chú hai mai bộ đồ vét tông, mai mốt khai trương nhà hàng Tiểu Đa Đa và giữ đám cưới con Ái Mỹ ha. Còn sắp này cho thím đa. Dạ, cảm ơn ông nha. Dạ. Có mà mặc nghe, hai chồng mặc với người ta nghe. Dạ, tại sao ông chủ lại lo tới cái chuyện ăn mặc của tụi tôi? Thì tại tôi. Dạ sao ông chủ? Thôi không có nói nữa, nói một hồi cái lỡ lời kỳ lắm. À, hay là ông chủ sắp gả cô Ái Mỹ rồi. Nó lớn rồi, hễ thương ai thì gả nấy. Hơi đâu lọc lừa, miệng xưng đôi vừa lứa. Tánh nết hiền lành, có học nên thân. Không cần giàu sang, phải không thím hai? Dạ, ông chủ lo như vậy rõ ràng là tiến bộ. Thật phước đức cho ai được về duyên với cô. Tôi không dâu chim thím hai làm gì, con nghĩ tôi thương mến cậu trai nhà nghèo. Đó là thằng Phong, nhân viên của tôi, cả hai xương đôi. Thế ra là như vậy, chúc mừng hai họ. Cô Mỹ cậu Phong đẹp duyên trăm năm. Nói cho ngay, đám cưới này mà thành tựu được cũng là do công của chú hai chạy lo từ đầu tới cuối đó. Ủa, tôi chả lo cách nào vậy ông chủ? Ôi thiệt đó nghe, không ngờ chú hai giỏi ghê, lo đủ mọi mặt, đôi nội đôi ngoại, móc ráp ba bốn bề trót lọt hết. Dạ ông giỏi vậy đó. Tôi có tính với chú hai rồi, để đám cưới thằng Phong con Mỹ xong thì tuần sau làm tiệc khai trương nhà hàng Tiểu Đa Đa luôn. Dạ. Và giao cho cô Nhung và chú hai đứng tên quản lý. Ông chủ, sao khi không ông chủ lại giao cho ổng và con Nhung tôi vậy? Trời ơi, vì tin cậy và đền ơn. Trời đền ơn. Còn tôi thì bay qua bay lại cho nó vui, chừng nào muốn đậu đậu bên đó. Và thiệt tình ông chủ có tiền tổ chức gì cũng dễ hết á. Và muốn làm đám cưới đám gả hay khai trương chừng nào cũng được hết à. Ơi, nói chung cũng nhờ trời Phật thương, thương người nhân đức hiền lành nên mới độ cho tiền bạc nó nối gót nhau đi ào ào vô cửa. Tôi mới được vậy đó chứ. Dạ. Thôi nghe, tím hai lo sửa soạn lại nhà cửa, mai đồ mai đạt sẵn sàng để đến chung vui tiệc cưới và khai trương nghe không? Dạ dạ. Thôi tôi về, tím hai khỏe nghe. Dạ, cảm ơn ông chủ. Sao nè má? Má. Hải Nhung con ơi, thiệt má quá đổi bất ngờ, như rơi vào cõi mộng. Tưởng chuyện đùa chỉ cần rộng đường, không quan trọng đơn đôi phải chia liền. Để chia lìa họ sẽ nên duyên, đó là sự thật. Giấc mơ tan giờ thì lòng ma cũng vỡ tan theo nỗi xót xa đau khổ của con. Mình
lại nghèo tiền bạc. Vì để anh bắt tu hồng nên không thấy được màu đen. Thôi số phận này có xảy tới chung cũng là chuyện thường tình trong thiên hạ. Mọi chuyện đã như vậy rồi, như ổ bánh đã vô khuôn á, con còn buồn chi nữa? Con biết, có buồn cũng không cách nào thay đổi được. Má yên lòng đi, con không buồn nữa, và cũng không bao giờ con gặp ảnh nữa đâu. Con đi làm nghe má. Ý chết, gì vậy Nhung? Anh Phong tới, má. Anh Phong hả? Nhung mà, hay là con gặp mặt nó một lần thử coi con. Con nói không được mà, con nhất định rồi, con không có gặp mặt ảnh nữa đâu. Má à, má dẫn dùm xe đạp ra cửa sau cho con đi. Má dẫn, má dẫn. Dạ chào bác gái. Phong, cháu mới tới hả? Dạ. Em Nhung đâu rồi bác? Phong mà bữa nay nó không có về. Cháu ngồi chơi nha. Cháu rất muốn gặp em Nhung. Bác làm ơn nó giúp cho cháu một lần đi bác. Mà nó không có về làm sao bác giúp cháu được? Có mà, xe đạp của Nhung đây mà bác. Phải xe đạp của nó. Vậy là Nhung có về rồi. Nhung ơi, Nhung à, em cho anh gặp một chút đi Nhung. Phong, không có nó đâu. Nó đi làm, hôm nay nó không có đem xe theo cháu à. Vậy Nhung đi làm bằng gì hả bác? Nó đi làm bằng xe hơi. Xe hơi? Xe hơi của ông chủ á. Ông vừa ghé đây tặng đồ nè, và rước nó đi luôn á cháu à. Trời ơi, có thể nào đấy là sự thật xảy ra? Để đứt đoạn tình xưa, hẹn ước ban đầu, hy vọng còn đâu, quất ức nghẹn ngào. Bao phen muôn gặp vẫn không hề lần nào gặp được. Nên xảy ra những điều buồn đau ai trách ai. Cháu không biết phải trách ai gây ra điều trắc trở khi lòng cháu chẳng thay đổi. Mà nghịch cảnh gì đây làm cho khoảng cách của đôi tim mỗi lúc mỗi xa dần. Không hiểu tại sao cháu không thể gặp Nhung được nữa dù chỉ một lần. Cháu xin nhắn lại đôi lời cùng bác gái rằng cháu một dạ phần này tan giờ, cháu
làm ơn nói lại giùm cho cháu nghe bác. À, cháu Phong, bác sẽ nói lại với con Nhung những lời cháu nhắn nha. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Cháu chào bác. Ê, à, khoan khoan, con Phong. Ma, ma hãy để ảnh đi đi. Một bước quay lưng là đi xa ngàn dặm. Vì sự thật đang xảy ra đã cắt đoạn với nhau rồi. Nhung à, con đi làm đi con. Con đi nghe má. Thưa bác, cháu để quên cái cặp. À, cậu Phong, cái cặp của cậu đây. Nhung. Em Nhung, anh tìm em mấy ngày ngóng trong mong chờ. Lòng ôm ấp nhiều gặp nhau nói rõ đuôi đầu. Lòng chờ khi hôn lễ, hôn lễ tưng bừng riêng tặng cho người tình xưa. Em nói như vậy là sao hả Hải Nhung? Là sao? Xin mời anh coi hình nhạc rể của dâu thì rõ. Trên bàn đó, anh coi đi. Nhung, hả? Trời ơi, tại sao lại có anh này? Không, không thể được. Người ta đã hại tôi, người ta đã hại tôi. Hải Nhung, Hải Nhung. Cậu Phong, làm gì bực tức dữ? Con Nhung đi rồi mà nó thề nó không bao giờ nó gặp cậu nữa đâu. Bác Lục, bác cho con biết tại sao có các bức ảnh quái gở này. Ôi cha 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 cha. Ôi, ảnh chụp cậu ôm ấp cô ái Mỹ đẹp như cine. Sao nói quái gở? Nhưng tôi muốn biết từ đâu có ảnh này. Hả? Ủa, thì từ máy chụp hình ta chụp người thiệt diện thiệt chơ đâu. Không, họ đã sắp đặt âm mưu để chia rẽ tình yêu tôi với Hải Nhung. Họ dùng đồng tiền để hại tôi. Mà tại sao Hải Nhung không hiểu chứ? Nè 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 nè, tôi xin đỡ lời cậu nha. Con Nhung á, nó là con gái của tôi, thấy không? Hồi trước giờ nó hiểu cậu thế nào thì bếp Lục tôi không có rõ. Nhưng mà hiện nay nó hiểu cậu y như bức ảnh này á. Tôi không có. Thôi, dù sao chuyện đến nỗi này rồi, ly nước á, nó bể rồi. Thì hai đàn nên thay ly nước khác đi, có lẽ vậy tốt hơn á. Rõ ràng tôi xa bẫy, tôi bị ép vào đường cùng. Bác Lục, có phải bác tính hại tôi không? Tôi hận các người, tôi hận các người. Ê, 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 Phong, 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 mẹ ăn nói gì kỳ vậy mày hả? Mày ngon mày trở lại đây. Nó nói đâu có sai mà ông tức. Vậy, bà cũng hùa theo nó để nó xấu tôi nữa đó hả? Ông, vậy chính ông mới là kẻ tham tiền của ông chú. Còn ông đa thì y đồng tiền. Kẻ tung người hứng thật là nhanh mà bất kể ra sao những hậu quả nhục nhằn. Kìa, tại sao bỗng nhiên cái bà chạm điện? Chuyện thằng Phong đâu mắc mớ gì mình. Nó vừa nổi điên á thì bà lại nổi khùng. Ông tham tiền gây đau khổ cho con. Ê, 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 bà không được bắt trước thằng Phong nói bậy. Bằng cớ gì đâu mà bà nói tôi tham tiền. Tôi hỏi là tại sao có đám cưới thình lình ông đã gả liền ái Mỹ cho thằng Phong. Trời ơi, thì cô Mỹ là con gái cưng của ông chủ. Ông muốn gả cho ông Nam Tàu Bắc Đẩu nào là quyền của ông.
Vì tôi bà hỏi lãng nhách à. Nhưng chính ông tham tiền đem bán đứng nhân cách của ông và hạnh phúc của con mình. Quá đơn đâu, quá đơn mua bán đâu, đừng có nói bậy nghe cho. Đây, năm cây vàng và gói hàng giải mà ông Đa đã mang tới cho ông đó. Ông hãy cất mà mua quan tài và liệm xác của ông đi. Vô đây. Anh ngồi xuống đi, mặt cho tươi tắn lên coi. Uống cái gì nói tôi kêu ra. Bây giờ mày cho tao ly thuốc rầy đi. Trời ơi, nói tầm bậy không à. Cái gì để từ từ giải quyết, cái làm cái gì mà anh cứ buồn so hoài, mệt quá. Từ từ gì nữa, hôm trước mượn của Milan chưa trả kịp thì ông ở dưới gây thêm nợ rồi mấy chục triệu rồi, báo hại tao quá. Báo cái gì thì hôm bữa đó anh lấy của ông Đa mấy triệu để giải quyết cũng xong rồi, thấy không? Rồi cái gì mà rồi nữa? Cái này rồi cái khác. Mày coi nè, đó, đó thư ông gửi cho tao đó. Ông hốt hụi rồi không đóng 5-6 kỳ hụi chết. Cả mấy chục triệu người ta kiện tới kiện lui. Tao hỏi mày nè, làm sao mà tao gỡ nổi cho ổng đây? Ổng uống thuốc rầy cũng uổng mày à. Trời ơi, cha ơi cha, con lại cha, mặt cha vui lên đi. Mặt cha buồn, mắt cha còn một mí không à. Để từ từ anh em mình rồi chạy áp phe gỡ qua. Lâu lâu mới trúng được một áp phe đa đa. Nay đã xong xuôi rồi, đám cưới đang sửa soạn, thì còn áp phe nào nữa chứ. Có gì đâu thì chạy áp phe khác. Tôi nói anh nghe, muốn được cá phải xuống sông, muốn có vàng thì phải khui tủ sắt. Để thằng này chạy cho. Cô Milo ơi, cô Milo, cho 2 lon bia. Có liền. Kìa, trời đất ơi, tôi tưởng ai chứ. Anh Vũ và cậu Đáo đi đâu ghé đây vậy? Chị Lan ơi, anh Vũ anh bị khủng hoảng tinh thần nên ghé vô quán uống cho nó thư giãn đó mà. Cái gì? Có gì mà khủng hoảng cần thư giãn vậy Minh Vũ? Đây nè, cô coi cái này. Rồi, tìm áp phe của bồ đi, gán giúp giùm đi. Chà, vụ này căng dữ ha. Căng sống căng, trời ơi. My Loan ơi, em đa mưu túc trí, căng cỡ nào em cũng làm dịu ngay mà. Ráng cứu giùm anh một phen đi em. Nè, Minh Vũ, anh thấy con nhỏ này có giúp được gì cho anh không? Em vừa làm tiếp viên, vừa cho người nhà mở quán My Loan. Anh tin rằng em tài trí biết lo, khi tiến thì có tính nước lùi chứ. Nghề của chúng ta là móc túi người, chỉ cần phải lo khi hết thời không còn móc được để có chỗ dung thân chứ. Khôn quá trời quá đất. Rõ ràng đàn bà khôn lên, đàn ông lú lại ngu ra. Thôi mày ơi, mày xạo vừa vừa. Nịnh đầm thì cũng phải vừa vừa thôi, còn chừa chỗ cho người khác chứ. Đối với con My Loan này, khỏi cần chờ ai nịnh, giúp bạn bè thì tôi sẽ hết mình. Đúng, vậy mới xứng đáng là mặt hồng nhan nữ tặc. Người ta dùm kêu nữ tặc hả mày? À, nó lộn, hồng nhan nữ kiệt chứ không phải là nữ tặc. Không sao, nữ gì cũng được, nói giúp là giúp, ok. Thấy chưa, cô My Loan của tôi đáng cho anh Minh Vũ phong chức là quân sư không à. Bữa nay tao thấy mày xạo quá mày ơi. Gì xạo nữa? Coi chừng cái miệng tía lia của mày dính máu vợ. Giúp cho ông rồi ông chửi ha. Rồi bây giờ không nói nữa, bây giờ đàn em ngồi chờ quân sư hiến kế để đi thi hành thôi. Rồi vậy tôi ra lệnh cho cậu cầm cái thơ này. Dạ. Trở lại địa chỉ có nói ở trong thơ. Dạ. Gặp người gia đình của Minh Vũ, nhờ nhắn về xứ rằng khoảng 1 tuần lễ nữa anh Vũ sẽ về trả nợ cho ông già. Đi đi. Dạ bác ạ. Chỉ thi hành về thôi hả? Khỏi lừa đảo, khỏi móc túi hay là chụp hình ai hết hả? Mày lộn xộn quá. Nhiệm vụ vậy thì mày cứ việc thi hành đi. Nhiệm vụ vậy mà nhiệm vụ? Cái này là đi nhắn tin giùm rồi. Cái này là trời. My Loan ơi, em biểu thằng Đáo nhắn như vậy rồi có dụng ý gì? Có tiện đâu mà anh đem về dưới. Trước hết đó là tôi đẩy nó đi, để tụi mình tính kế kiếm tiền. Ôi ông già, anh làm như vậy rồi còn tính kế gì nổi nữa. Trừ khi nào mà trúng số độc đắc cặp 10 hay là đào được mỏ vàng em ơi. Đúng vậy. Bây giờ con nhỏ này hỏi anh, chính anh là bầu mỹ nhân, anh đã từng tuyên bố con ái mỹ là kho báu của anh để dành, khi cần thì khai quật, phải không? Phải rồi. Vậy thì tại sao anh không tham gia tổ chức một màn kịch để đẩy con
Mỹ vào tay thằng Phong vì hai đứa nó sắp làm đám cưới. Thì cũng chỉ vì nhu cầu kiếm tiền của ông Đa đó. Anh kiếm được bao nhiêu để bây giờ bị mất cả mỏ vàng? Rõ ràng anh lẩm cẩm, tính gần mà chẳng tính xa, khiến cho thằng Phong nó khù khờ, quơ luôn con Ái Mỹ. Thành công một cách quá dễ dàng, tưởng đâu là nó chỉ cưới con Nhung, ngờ đâu quẹo cua chiếm lĩnh kho tàng. Tất cả là tại anh có lòng tham nông cạn, không thấy xa ân hận cũng muộn màng. Tại anh ngu lỡ bỏ mất mỏ vàng, vậy em có cách gì cứu vãn được hay không? Anh và thằng Phong có trước sau là bè bạn, cùng xứ cùng quê, sợ anh không mạnh dạn. Ôi, lên lưng cọp rồi kể gì tình nghĩa nữa. Bất cứ cách nào anh phải giải quyết khó khăn. Anh cần giúp ba anh thanh toán nợ nần thì lấy lại mỏ vàng từ tay thằng Thái Công. Đám cưới tới nơi muốn thực hiện không dễ dàng, miễn anh bằng lòng em sẽ ký cho anh. Rồi, anh bằng lòng đó. Bây giờ em nói nghe coi. Bây giờ anh phải chiếm luôn Ái Mỹ. Chiếm luôn Ái Mỹ? Là chiếm như thế nào? Là như thế này. Trời đất ơi, như vậy là mạo hiểm lắm. Rồi hậu quả sẽ ra sao? Anh không đoán được hậu quả à? Trời ơi, cậu sẽ xách dao chém tôi, hoặc là mướn người ta thanh toán tôi. Muốn chết thì lết vô hòm. Trời đất ơi, sao mà nhát quá vậy cha nội? Thôi bà ơi, đàn bà con gái trả thù ghê gớm lắm, làm sao mà không nhát được chứ. Tiền đâu không thấy, chỉ thấy dao phai thôi. Nè, anh nghe cho kỹ đây. Sau khi anh mạnh dạn hành động chiếm thể xác nàng, sẽ dẫn tới ba hậu quả. Hậu quả thứ nhất là bị chém rồi đó. Đúng, nhưng cũng có thể có tình huống ngược lại. Nếu anh khôn ngoan nhận tội, để biến hận thành thương khi giáng đã đóng thuyền. Vậy là năm ăn năm thua hả? Còn hậu quả thứ hai là vụ này đổ bể tới tay ông Đa thì ông sẽ hoảng hốt chạy tìm anh để thương lượng và chi tiền ra én nhiệm. Hậu quả này nhất định là phải xảy ra, và anh nhất định có nhiều tiền. Có lý, có lý. Mà còn hậu quả thứ ba là sao? Hậu quả thứ ba là đám cưới sẽ không thành. Bởi vì hai người, anh Phong, cô Mỹ, họ chẳng thương nhau. Gặp trục trặc kỹ thuật này là họ xù luôn, rất là dễ. Và trường hợp này xảy ra là anh giúp cho anh Phong và cô Nhung nối lại tình xưa. Chỉ riêng có ông Đa thì như gà ăn phải lửa. Hay quá, hay quá. Rõ là diệu kế. Vậy bây giờ triển khai kế hoạch phải không? Bây giờ anh hãy đi gọi điện hay là nhắn nó tới. Mọi việc khác để cho tôi lo. Xin tuân lệnh. Đồng tiền có phép thần thông, quá rắn thành rồng, biến chuột thành voi. Bà con xúm lại mà coi. Tấn Tường. Tấn Tường, Tấn Tường gì nghiêu ngao gì cậu đáo? Sao, công việc hồi nãy xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Nhắn tin về xứ rồi. Một tuần lễ nữa là anh Vũ đem tiền về trả nợ cho ông già, xong hết rồi. Vậy thì tốt, cậu có quyền đi chơi. Ủa sao mà đi chơi được? Hồi nãy mới nhắn tin, còn bây giờ phải lo kế hoạch đi kiếm tiền nữa chứ. Tôi trở về đây là chờ phân công tiếp việc kiếm tiền. Việc này để tôi lo, cậu trở về khách sạn chờ việc khác đi. Trời đất ơi, trong chờ cứ như đây, tự nhiên về khách sạn, tự nhiên cái giấc tranh bỏ vỏ. Tới cái khâu công tác chánh thì kiếm tiền cái bị đuổi đi. Sao? Sao không đi thì còn đứng đó? Thì hồi nãy cô sai tôi mà cô không có đưa tiền xe. À, quên. Nè, 50 ngàn nè. Trời ơi, chỉ có 50 ngàn sao? Không lấy. Vậy cậu muốn bao nhiêu? Xin lỗi à, thằng này đã vì cô mà dám chi ra hơn 1 triệu bạc không tiếc. Vậy mà cô tính từng đồng từng cắt. Cái gì? Cậu chi cái gì cho tôi hồi nào? Mới hồi nãy nè. Hồi nãy? Nè, mới hồi nãy đáo tôi á, đi nhắn tin xong về ngang cái nhà hàng karaoke thì thấy một cái vụ. Trời ơi, chị My Loan biết không? Bà Tám Ú á, bà níu kéo một cái bà ốm nhơ ốm nhách là tính vô nhà hàng kiếm gái. À, kiếm con gái, con của bà. Rồi bắt trả nợ 1.200.000 đồng cho bà. Mà bà ốm thiếu nợ là ai vậy? Là má của cô Loan. Nợ 1.200.000. Trời ơi, sao má thiếu lung tung? Phải bị người lôi lưng
quá phải trả nợ mấy em trời, nên tôi bèn rút hết túi tôi được 700 ngàn cộng với cây thầu, tôi đưa liền mụ ta là em chuyện. Thiệt không ngờ cậu tốt với tôi, khoản nợ kia tôi sẽ đền bồi. Ôi bạn bè nhau mà ơn nghĩa chi đâu. Bây giờ tôi không có đủ, vậy gửi trả trước cậu 500 ngàn, phần còn lại thì vài hôm tôi trả tiếp. Thôi khỏi gấp, cô đưa tôi 100 ngàn, tôi về khách sạn rủ mấy thằng làm vài lon là được rồi. Nè, 200 nè. Trời ơi, má ơi, bữa nay tự nhiên con trúng số rồi trời. Bye bye, see you again. Đi đâu đây? Đi kiếm em đó. Hả? Sao khi không chị kiếm em? Mời chị uống nước ngọt nha chị. Cảm ơn em. Không ngờ cô Mi Loan vừa làm tiếp viên lại vừa mở quán này để làm ăn, thật giỏi đó. Em nhờ mấy đứa nó trông coi, còn em thì chạy lui chạy tới. À, chị Nhung à, chị tìm em có việc gì vậy? À, có. Tôi vốn ít quen ai nhiều, cho nên muốn nhờ đến cô giúp tìm cho tôi một việc làm. Ủa? Chị đang làm ở nhà hàng Đa Đa mà. Rồi nghe nói chị sắp sửa đứng ra quản lý một cái nhà hàng khác ở La Cao. Trời đất ơi, tương lai sự nghiệp quá vững vàng, tại sao chị đi tìm việc làm? Tại tôi muốn thay đổi hoàn cảnh mà. Hoàn cảnh? Nếu nói hoàn cảnh thì hoàn cảnh như em đâu có tốt, lại không thích hợp với người như chị đâu. Mặc kệ, em ráng giúp chị đi mà. Việc gì chị làm cũng được, đánh máy, bán hàng, chị không từ chối. Kể cả làm tiếp viên như em. Chị Nhung, tại sao chị liều lĩnh như vậy? Chị à, em là hạng gái không tốt, hành nghề cũng không tốt, nhưng em không thể nào làm xấu với những người bạn gái nghèo hèn hậu như chị Nhung. Như vậy là chị Nhung còn có những nỗi đau khác nữa, nên muốn lẩn tránh nhà hàng Đa Đa. Đúng vậy. Nếu em hiểu được chị thì hãy sáng giúp cho chị nghe. Tạm thời em có thể cho chị phụ giúp quán này với em được không? Thôi được, tạm thời thì tính vậy trước cái đã. Nè, bây giờ em phải ra phố giây lát, nhờ chị coi quán giùm em nghe. Được, em đi đi. Nhung, trời ơi, tại sao con bỏ đi? Về làm gì ở đây vậy? Theo ba đi về, về, về. Ba, con không về nữa đâu. Ý trời, đâu có được. Con không về thì nguy lắm con ơi, tất cả đều sụp đổ. Ba nói cái gì sụp đổ? Đây nè, lâu đài vinh quang mà ba cố công xây dựng lâu nay nè, bây giờ nó sụp đổ hết. Bao nhiêu cột kèo gạch ngói la phong trôi cát xà bần gì nó sụp đổ lên đầu nè, nó chôn sống ba của con nè con ơi. Ba xây dựng thì ba chống đỡ đi, con đâu có biết. Nè Nhung, con đừng có giỡn với ba nữa nha con. Con biết không, hồi sáng giờ không có thấy con ở Đa Cao á, ông chủ ông quậy ba như tương vậy đó.
Con mà không về cái ổng kiện ba đó con à. Kiện thì ba đi hầu. Hả Nhung, không lẽ con... Ba, con hỏi ba, tại sao ba dám dai của người ta đủ thứ nợ à? Rồi bây giờ ba sợ chứ? Ba cần tiền nhiều để làm gì? Để cờ bạc hay vì tham tiền? Cam làm tay sai cho đồng tiền sao vậy ba? Thì ba chỉ vì con, vì tương lai sự nghiệp của con thôi. Con có đòi hỏi gì tương lai sự nghiệp với ba không? Không có đòi, nhưng mà... Nhưng mà ba đã vì tiền, ba gán ghép anh Phong cho cô Mỹ, và ba đã bán con cho ông Đa mua về làm bé. Con đừng có nói bậy nghe. Ba cho dù như vậy đi nữa thì con cũng không nên hiểu lầm cái chữ bé. Chữ bé này không có nghĩa là bé tí, bé xíu đâu nghe con. Đời bây giờ chữ nghĩa nó lộn ngược hết rồi con à. Ba muốn nói gì con không hiểu. Ba hỏi con nè, chống buôn lậu là nghĩa gì? Thì là ngăn cấm, là chống lại những người đi buôn lậu. Trật lất. Chống buôn lậu nghĩa là buôn lậu trở cờ như trong chống. Chống ở chỗ này gậy chỗ khác, chống ở chỗ khác tạt qua chỗ kia, chống đường xe qua tàu biển, chống tàu biển ở lên máy bay, chống hoài không hết. Nhưng mà nghĩa lý của ba không ăn nhập gì với chuyện của con hết. Sao không ăn nhập hả? Hồi nãy con thắc mắc cái chữ làm bé không? Ba nói vậy có ý giải thích cái chữ nghĩa đời nay là chữ bé không phải là chữ bé nhỏ, mà là bé lớn, bé bự, bé khổng lồ. Làm giám đốc là thủ trưởng, là tư lệnh, là vị tổng chỉ huy từ ngoài vô trong, từ trái tim cho đến tủ tiền, là thét ra lửa, là ho ra khói. Chữ bé này biến qua vô sông, tu ba đời chưa chắc được à nghe con. Con không ngờ ba quá đổi tham lam, bày ra trò buôn bán cả duyên con. Duyên của con bị con Mỹ nó cướp rồi, thì ba phải trả thù à, cướp sự nghiệp ba cho con đó con. Con không cần sự nghiệp. Con không muốn trả thù. Ba về đi. Ba đừng có nói nữa. Biết rồi, con đuổi thì ba về. Công dưỡng dục sanh thành từ đây ba chấm dứt. Má sanh chứ không phải ba sanh. Nhưng mà ba dưỡng. Ba dưỡng như nuôi vịt nuôi gà. Đủ cân thì đem bán phải không? Nhưng mà ba thiệt cái con nhỏ này không tức thời chút nào hết trơn á. Kệ, để lo cho xong đám cưới thằng Phong cô Mỹ sẽ tính sao. Kìa chú Lục, chú đi đâu đây? Ba tôi kiếm chú đó. Dạ cô Hai, dạ. Tôi lại nhà in lấy thiệp cưới về ghé uống nước kìa. Ủa, in xong rồi hả? Dạ. Để không đưa cho cháu coi coi. Dạ, đây đây, sẵn dịp tôi giao luôn hết cho cô Hai, nhờ cô Hai biên và gửi giùm. Được, chú Lục đưa đây. Dạ, dạ cho tôi về nghe cô. Dạ xin các cô tôi về. Ngộ thiệt, khi không cái hai đứa chưa đi chơi, hằng ngày chưa hề ai nói với ai nữa lời thương yêu bóng gió nào, mà đun một cái làm đám cưới tới nơi, thiệt thức cười. Chưa thương yêu sao mày làm đám cưới làm chi vậy Mỹ? À Loan. Vậy chứ thằng Chả làm thinh á thì tao cũng chẳng thèm phản đối làm gì. Chuyện đám cưới là chuyện quan trọng, mà mày làm như chuyện vẫn chơi. Tao biết chứ bộ, nhưng mà tao thấy thằng Chả siêng năng nè, hiền lành giỏi vắng. Nếu tao làm vợ thằng Chả cũng chẳng có thiệt thòi gì tao, nên mặc kệ. Mày thiệt là dễ dãi quá. À Loan à, hồi nãy cha Vũ nhắn tao lại đây có chuyện gì vậy? Dường như ảnh ghen cái vụ mày làm đám cưới với anh Phong đó. Ghen? Trời ơi. Gì cười dữ vậy bà? Trời sập rồi đó mày. Ba cô mà cũng biết ghen nữa. Vậy là thời tiết thay đổi đột ngột rồi đó nghe. Coi chừng bị cảm cúng hết bây giờ á. Ta nói cho mày biết, thằng Chả ghen thiệt đó mày. Thằng Chả nói nếu mà cưới được mày á, thằng Chả sẽ làm lại cuộc đời, trở thành một thanh niên lương thiện. Lương thiện cái con khỉ. Thằng cha Minh Vũ của máu ma cô, hồi nào giờ hắn chỉ biết có mày à, các nữ tiếp viên và những cô gái nhảy, chứ đâu có bao giờ nghĩ tới ai đói nó ra làm sao. Nay bỗng nhiên nổi ghen vụ này, có phải chăng đổi thay thời tiết, và thằng Chả sắp tới ngày chết. Nhưng biết đâu lòng người đổi thay khi thấy rằng sắp mất mày. Tao với y có gì phải ghen. Ôi
thương và ghen là quyền của thằng Chả. Hơi đâu mày để ý. Nhưng mà thằng Chả nhắn tao có chuyện gì không rồi đâu rồi? Ờ, chứ mày không thấy... chắc là chạy đi đâu đó thôi. Nè, ngồi đi. Mày uống nước gì tao lấy. Cho gì uống nấy. Nước ngọt nha. Được rồi. Cho nó hạ nhiệt. Để đó tao. Ê con, hả? Tao hỏi mày nha. Vậy chứ hồi nào giờ mày có yêu ai chưa? Có cặp bồ chứ chưa có yêu ai. Chưa yêu làm sao cặp bồ được? Bởi vậy tao có mê cha nội nào đâu. Thù ghét thì có. Sao kỳ vậy? Thù ghét mà cặp bồ. Mấy chả cũng giống như mình thôi. Ham muốn, lợi dụng cho thỏa mãn là xô ra để tìm món khác. Như vậy thì có hợp với nhau đâu. Mà cặp bồ thì đàn ông thì dục dục, còn tao thì đồng tiền, lợi dụng lẫn nhau thôi. Ê, tao thì không có được à nha. Gặp cái thứ đàn ông đó hả, tao chém chết thì tới đâu thì tới. Bộ mày hết nghề sao mà mày đi làm tiếp viên vậy? Tại tao kẹt hoàn cảnh gia đình mày ơi. À đó. Hả? Mày có một bà má thiếu nợ người ta nhiều lắm hả Lon? Nhưng tại sao mày biết vậy? Tao xin lỗi mày trước nha. Hồi nãy á, có một bà mập lôi kéo má mày đòi nợ 1,2 triệu tại chỗ trước karaoke á. Tao biết được, liền lột một khâu, rồi nhập với 700,000 đồng trả nợ, rồi kêu xe đưa má mày về rồi. Thế ra là mày cứu má tao, chứ không phải thằng Đáo hả? Ái Mỹ, mày làm gì vậy? Trời ơi, mày làm gì vậy? Bể ly rồi. Mày uống hết rồi hả? Thì tao khát, tao uống mới có nửa ly à. Mày làm bể rồi đó. Tao tính cảm ơn mày. Không về mày làm bể ly. Xin lỗi nghe. Ủa Ái Mỹ, hồi nãy giờ em tới lâu chưa? Ê Minh Vũ, anh kêu tôi làm chi rồi bỏ đi đâu mất vậy cha? Nãy giờ tôi như Lon nói lén anh đó. Tôi có gì mà hai người nói lén vậy? Nói anh có học, đẹp trai mà sẩn bẩn ở không, bám theo đàn bà con gái, cho nên chị em tôi liên kết đồng lòng chống lại anh để giữ phần nào phẩm giá. Khi gặp anh lần đầu tôi cũng thích anh vui vẻ, nhưng mà thất vọng quá. Chừng hiểu anh là ma cô thì lòng tôi khi dễ. Sao lại mắng tôi vậy? Tôi mắng kẻ nào làm tiền không xấu hổ. Vì bạn gái thương nhau ghét ai ăn bám tham tiền. Kìa Ái Mỹ, trời ơi, cô Ái Mỹ đã ngất rồi. Chắc là thâm thuốc mê để tôi dìu vào bên trong. Còn anh ở ngoài này mà ngó chừng cẩn thận xung quanh. Tuân lệnh. Khỏe re. Phen này thì mình qua mặt thằng Phong rồi. Anh không được vào trong, chấm dứt mộng cuồng nông, phá hại đời con gái, có nhiều lòng nhân ái. Kìa, tự nhiên lại đổi ý như vậy. Phải, bây giờ tôi đổi ý và hối hận chuyện mình làm. Tôi yêu cầu anh hãy dập tắt ý tưởng nhỏ nhoi đê tiện đó. Kìa, cái gì mà đê tiện nhỏ nhoi? Rồi cái gì là thanh cao to lớn? Ui, đạo đức giả quá. Minh Vũ, anh không được đi. Anh không được làm điều dơ bẩn đó. Em không dơ bẩn à? Phải, em cũng dơ bẩn. Dơ bẩn giống như anh, giống như anh biết chưa? Kìa Mi Loan, tại sao đột nhiên em lại tự sỉ giả mình, tự mạt sát mình? Em cho rằng chúng ta dơ bẩn thì ai là trong sạch chứ? Cô Ái Mỹ. Cái gì? Ái Mỹ? Phải, cô ấy có tiền, thích chơi nhông, tánh tình nghịch ngợm, nhưng lại không kiêu căng, lại có tấm lòng rất tốt, biết phân biệt trắng đen, luôn thương yêu bè bạn. Em nói láo,
Nó chỉ là một đứa con gái nhà giàu lang bang địa, sắp sửa lấy thằng Phong. Không thể nào, nó phải thuộc về thằng Vũ này trước, và tài sản của nó cũng phải thuộc về thằng Vũ này. Không được, nếu anh bước đi để làm nhục ái mỹ thì tôi thí mạng với anh ngay. Cô làm gì tôi chứ hả? Mày xô tao hả Vũ? Uống nè Vũ, mày dám đánh tao thí mạng với mày. Milo, cô nên nhớ nè, tôi và cô không ai hơn ai cả. Đừng mà đặt vậy đời. Thằng Vũ này chỉ biết có tiền. Có tiền mà thôi, rõ chưa? Tiền à? Kiếm tiền, tao cũng kiếm tiền nè. Tao bán thân, bán rẻ cái thân thể và nhân phẩm của tao để kiếm tiền. Một mày, mày là Marco, mày là Marco để kiếm tiền ăn trận của bọn tao. Bao nhiêu năm nay mày ăn mày ngốn mày nuốt những đồng tiền dư vẫn nuốt chưa đủ sao? Chưa nói đủ sao mà còn đào bỏ hả? Đúng vậy, chưa nói chưa đủ. Đúng là chưa nói chưa đủ, hiểu chưa? Phải, mày kiếm tiền để cho ba mày thua cờ bạc. Còn tao nè, tao kiếm tiền cho má tao chơi số đề. Lo kiếm tiền một cách bất chánh chỗ này để lắp cái hố bất chánh chỗ kia. Như là chui rút tiền chui thì biết đến chừng nào mới nô hoặc mới đủ chứ. Thôi im đi, đừng có nói nữa mày, đừng có nói nữa. Vũ, anh Vũ ơi, em giang anh đừng làm gì. Hãy suy nghĩ những lời em nên dừng chân. Hãy tha một lần cho ai mi rất đáng thương, vô tâm vô tình. Em khiến anh nao lòng, dừng một bước giúp cho em không mang thêm tội lỗi, là đã tiếp tay anh quỷ quái một cành hoa tươi ngát đượm hương tình. Thật là không ngờ, tình thế đột nhiên đảo ngược. Em có những lời nói như là dao bén đâm vào trái tim của anh. Trước đây chúng ta đã sai lầm, bây giờ với âm mưu hãm hại ái mỹ, tội lỗi lại càng lớn hơn. Milo, mọi chuyện đã lỡ xảy ra như hôm nay, anh xin em hãy giữ kín, đừng nói cho ai biết hết, nhất là ái mỹ. Khó lắm anh ạ. Ái mỹ nó rất thông minh, sợ giấu nó không nổi đâu. Sao lại không nổi? Phải cố gắng giấu giùm cho anh. Cố em, gắng. Tại sao phải giấu? Dám làm mà không dám chịu à? Ái mỹ, mày tha lỗi cho tao. Mỹ à, mọi tội lỗi đều do anh gây ra hết, em hãy tha thứ cho anh. Tha thứ? Mấy người có thể lấy thân thể của tôi ra đùa cợt rồi xin lỗi sao? Thật tôi không ngờ, tôi không ngờ mấy người độc ác xấu xa hơn tôi tưởng tượng. Mỹ, tại sao mấy người quyết hãm hại đời tôi? Mấy người nói đi, mấy người còn tin người không? Còn là bạn của tôi không? Thì ái Mỹ, anh quỳ xuống đây nhận lỗi với em. Em muốn sỉ giả hay là mắng chửi anh cách nào cũng được mà. Phải, đáng lẽ tôi phải đánh chửi, phải chém giết,
chứ không thể dùng thứ hai. Người ôi nhục nhằn, tôi buồn số phận, thêm thù hận nghĩa bạn còn đâu. Lối kia tại tao bỡ cao dài ngu, chỉ mình nhu bấy lâu ngông cuồng đã sai bước đường, dẫn thân với tiền chữ tình chỉ là đùa vui thôi, đến giờ gây ra lỗi lầm quái đời con gái. Anh có hình dung được hậu quả sẽ ra sao khi trái tim tôi bốc dậy lửa căm hờn. Nhưng mà thôi, còn quán giận làm chi khi ác mộng đã không còn. Tôi lại thấy vui mừng cho anh Vũ thời dừng bước với con Loan, lòng nhẹ nhàng đổi dần thành thương với hy vọng còn hai người bạn tốt. Vậy hãy quên đi những phút giây ngột ngạt làm đảo điên tâm trạng cả ba người. Ai Mỹ, mày tốt quá. Tôi không ngờ Ái Mỹ rộng lượng với chúng tôi như vậy. Xin cảm ơn Ái Mỹ nhiều lắm. Có phải chăng bây giờ chúng ta đã lớn lên thêm một chút, gần nhau thêm một chút, để dìu nhau tránh xa hơn hiểm họa phải không? Đúng vậy. Tôi và Milan sẽ làm lại từ đầu. Ái Mỹ, ta hứa, ta hứa sẽ là người bạn gái tốt của mày. Hoan nghênh. Vậy tôi xin mời hai người đến dự buổi tiệc liên quan kết giao bạn tốt chiều Chủ nhật tuần sau. Thiệp đây. Hả? Thiệp cưới mày với anh Phong? Ổn được sao mà hai người làm gì vậy? Không không, tốt lắm. Nhưng mà tụi này chỉ thấy là hơi ngạc nhiên là ổng về sớm dữ vậy. Tốt hay xấu, sớm hay muộn gì thì đám cưới vẫn tiến hành theo ý của ba má. Còn Ái Mỹ này xuôi tay thử thời vận mà thôi. Thôi được rồi, ngày đó anh sẽ đến chúc mừng. Bây giờ anh phải về khách sạn trước đã. Chào nha. Tôi cũng đi về khách sạn thu xếp việc từ trước. Ê, mày đi rồi bỏ quán cho tao coi à? Nè, mày đừng có lo, tao có nhờ người ngó chừng rồi. Ai? Tôi. Chị Nhung, sao chị ở đây? Ba em đang đi kiếm chị đó. Ông chủ kiếm tôi chi nữa, tôi đang làm tập sự bán quán với cô Miran đây rồi. Chị Nhung, chị đừng có nói giỡn chứ. Ba má rất quý gia đình chú Lục và chị mà. Còn em, tuy không có qua lại hay là đi chơi với chị, nhưng em rất mến chị. Sao khi không chị nói kỳ vậy? Tôi hết sức cảm ơn tấm lòng tốt của cả nhà và của cô Ái Mỹ dành cho tôi. Nhưng tôi muốn thay đổi hoàn cảnh, và cũng đến lúc tôi cần tìm cho mình một cái nghề thật sự. Không được đâu, em nhất định không cho chị bỏ đi đâu hết á. Nè, vài bữa nữa là đám cưới em với anh Phong. Em định mời chị làm phụ dâu được không chị? Thiệp cưới chú Lục đã in cho em đó. Thấy ba lo cho cô Mỹ vậy, tôi cũng vui. Phần tôi xin chúc mừng. Chị nhận lời làm phụ dâu rồi đó. Em cảm ơn chị Nhung nha. Nè, cô Ái Mỹ. Chị Nhung, đến kiếm chị rủ chị đi sắm áo cưới ha. Dạ, áo cưới phụ dâu cho chị nữa đó. Em đi nha. Kìa, tin là có ba em vào đây. Hải Nhung, Hải Nhung, tại sao cô bỏ việc dẫn tránh tôi?
xin lỗi ông chủ. Không cần xin lỗi, tôi chỉ cần cô quay trở lại với công việc như cũ và giúp tôi lo cho xong đám cưới của con Mỹ và thằng Phong là đủ rồi. Thưa ông chủ, tôi muốn thôi việc và cũng không muốn tham dự đám cưới ấy. Đâu có được, tôi đã hao tốn tiền bạc, hao tốn công sức bấy lâu nay lo cho cái đám cưới hai đứa tụi nó hoàn thành. Tất cả chỉ vì, chỉ vì Nhung mà thôi. Nhung hiểu không? Tại sao đám cưới của người ta mà ông chủ nói là vì tôi chứ? Vì ông chủ không muốn xa Nhung, vì ông chủ không muốn Nhung buồn, vì ông chủ thương Nhung, không muốn Nhung thương người khác, vì ông chủ muốn sắp đặt cho Nhung làm bà chủ tiểu đa đa, vì ông chủ... Xin lỗi, ông chủ đừng nói nữa. Tôi đã hiểu rõ mưu định của ông chủ từ lâu rồi. Vì vậy, tôi không đồng ý. Dạ, tôi nhất định nghỉ việc luôn. Nhung, quê lắm rồi nghe. Nãy giờ quê rồi nghe. Đã đến mức ăn thua rồi. Cô đừng có nói đùa hại tôi. Kẹt lắm mà nghe chưa? Tôi không nói đùa và cũng chẳng hại ai. Chào ông. Nhung, cô không hại tôi thì cô hại ba cô biết chưa? Không có. Tôi là người bị hại. Chính ông và ông đã hại tôi, chứ tôi không hại ông. Nè, coi đi, đây là giấy nợ. Ông mượn trước lương rồi tiền vay thêm, tiền giải dốc và tiền vàng, tổng cộng gần 50 triệu đồng ông thiếu tôi. Nếu mà cô làm vậy tôi đi thưa, có phải hại ông không? Không, không, tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết mà. Ba, đưa giấy nợ cho con coi. Mỹ, chuyện của ba con biết tới làm gì? Con cảm thấy mối quan hệ giữa ba và chị Nhung không bình thường nên con muốn biết. Trời ơi, không bình thường, không bình thường là cô Nhung đòi thôi việc. Và chuyện con nên biết là cô Nhung công chuyện làm dâu phụ cho con. Con hãy lo thuyết phục cô ấy đi, nghe chưa? Chị Nhung, chị có tâm sự gì cứ nói ra đi chị, em sẽ hết lòng chia sẻ. Cô ấy Mỹ, chủ có tâm sự gì cứ nói ra đi, em sẽ hết lòng chia sẻ. Chia sẻ? Dạ. Chia da sẻ thịt chú thì chia sẻ. Biết không? Chia sẻ cái gì? Nè, coi đi, dòm đi. Mấy giờ rồi? Đi ra, đi vô, đi tới, đi lui, đi qua, đi lại cũng chỉ còn mình chú với tôi, mình tôi với chú hả? Dạ, mới có 5 giờ chiều mà ông chủ. Mời mấy giờ? Mời 4:30 mà 5 giờ chưa chịu trễ hả? Dạ tại quan cần dân trễ, đám cưới cần thì khách trễ, quen rồi. Cho khách trễ đi, nhưng mà còn cô dâu, cô dâu đâu, chú rể đâu, cả cô dâu phụ nữa, không thấy mặt nào hết, sao kỳ vậy hả? Việc này ông chủ an tâm bình tĩnh, mấy bữa rày chính cô ấy Mỹ an ủi và đưa con Dung tôi về, và xin lỗi ông chủ rồi. Cái này thì tôi biết. À, dạ, hồi sáng này nè ông chủ. Sao? Hai người dẫn nhau đi thẩm mỹ viện để trang điểm cô dâu chánh, cô dâu phụ. Thì tôi biết rồi. Dạ. Tôi biết là đi thẩm mỹ viện trang điểm. Nhưng mà đi trang điểm cái gì mà từ sáng tới chiều tới tối chưa xong? Không lẽ họ còn bôm môi, bôm mặt, bôm mông, xăm chân mày hay là xăm mí mắt, xẻ mí mắt luôn? Ông chủ đừng có nôn nóng, đừng có nóng ruột. Họ cũng về tới bây giờ mà. Rồi tôi chờ. Dạ. Chú ngồi xuống đây với tôi đi cho có bạn. Dạ dạ. Nghe tôi dặn nè. Dạ. Như chú biết đó, mình mở tiệc tại nhà hàng mình, nhưng mà mình đặt tiệc ở nhà hàng khác đem lại, để cho chú rảnh rang mà phụ tiếp khách với tôi. Dạ. Tôi cử chú làm quạt náo viên để mà làm vui bữa tiệc. Dạ, không vui thì buồn. Nói bậy. Đám cưới làm sao buồn được. Phải vui, phải cười chứ. Dạ, không cười khóc. Nói gì kỳ cục vậy? Làm gì kỳ vậy? Trời ơi, cái làm nhiều quá tôi liệu theo à. Sao tự nhiên con mắt tôi nó giật dữ. Nói sao? Giật y như điện 220 giật vô. Thôi, nói xàm nữa. Tôi cho chú hay nghe chưa?
cái đám mà gả con Mỹ xong đó y theo kế hoạch, thấy không? Tuần sau làm luôn một đám nữa ở Tiểu Đa Đa, nghe chưa? Làm công khai sao được ông chủ? Được sao không được? Cái này mình làm bán công khai, hình thức là khai trương nhà hàng, nội dung là đám cưới vợ bé. Được chưa? Chủ, hả? Nó nghe. Hôm trước á, ông chủ tính phát triển từ từ lùa chim vô lưới. Theo kế lâu dài là mưa dài thấm đất. Thì mình đã làm kế hoạch hôm nay là khá lâu và khá dài rồi. Thôi, chú mau vô thay đồ vía ra đây phụ tiếp khách với tôi. Dạ. Ây, trễ quá rồi. Ông làm gì mà quýnh quán như gà mắc đẻ vậy? Không quýnh sao được. Bà biết mấy giờ rồi không? Tiệc sắp trở tới, khách sắp tề tụ mà con gái bà nó dắt cô dâu phụ đi trang điểm 12 tiếng đồng hồ chưa về. Bà thấy chưa? Từ từ nó về chứ làm gì dữ vậy? Bà mệt bà quá. Bà có cái tật rề rề, nước tới chân mà bà tỉnh bơ là không có chuyện gì nó trơn trọi hả? Làm ăn mà không tốc độ gì hết. Đám cưới chứ bộ đua xe sao mà tốc độ? Sao không tốc độ? Tôi hỏi bà lát nữa tiệc tùng và khách khứa ụp đến một lượt, thì chú rể đâu, cô dâu đâu, cô dâu phụ đâu? Bà trả lời đi, bực mình là bà biết chưa? Mà thôi, đứng im đi. Ông đi qua đi lại ngoài tôi chóng mặt quá nè. Vậy tới giờ rồi mà chưa thấy ai hết nè, không đi qua đi lại sao được? Chú Lục à? Dạ có mà, đứng đây nè. Tại sao tới giờ vẫn chưa có ai vậy? Dạ ai lại? Trời đất ơi, cô dâu chú rể khách khứa thiệt tụng. Sao kỳ quá ha. Ông chủ gì? Chắc kẹt xe quá. Kẹt xe hả? Dạ. Phải rồi. Nhớ rồi. Bữa nay có 2-3 cái đám ma ở quận 5, quận 6, quận 11. Dạ quận 8 một cái nữa. Đúng rồi, 4 cái. Ê, kế bên nhà chú hình như trong nhà chú hay kế bên nhà vậy đó, cũng có người chết đó. Trời ơi, dạ kế bên chứ đừng nói trong nhà tôi ghê quá. Vậy hả? Vậy là dạ. 5 cái. Ha, 5 cái. Nội mấy cái tiểu đội kèn đồng vừa xiết vừa thổi đưa ma, kẹt xe là cái chắc. Thiệt là khổ. Đám gã con này là do ông bày ra thì ráng mà chịu, chứ đừng có than khổ nữa. Thôi bà ơi, mệt bà quá đi. Bà mắng mỏ tôi hoài hả? Mọi việc đang tốc hành á, bà đừng có dở cái giọng thọc ghệ bến xe, cán đầu xe lửa, không có nổi đâu. Tôi biết cả ông nổi, nên má con tôi mới làm thinh. Để qua cái đám cưới này rồi nha, tôi vô chùa luôn. Trời ơi, đám cưới đừng có mêu, đừng có khóc, đừng có nói chùa chiền ở trong. Bà chủ, nâng cái mặt lên chút đi, cái mặt hơi xệ. Dạ, tại bà chủ miếu đó, xấu quá à. Đừng có miếu, đừng có khóc xui lắm, cười lên đi. Tôi biểu nín nghe. Nín. Nhớ đây là đám cưới chứ đâu phải đám ma, cớ sao bà la khóc hoài khiến cho gặp xui xả ngày. Sanh nhiều chuyện không may, ai vào chịu cho đây? Ép tôi thì tôi mới nói đã tới lúc ăn thua. Trước đây thì tôi quá khờ để ông gạt luôn tới giờ. Ông làm bộ thương con để giành được con nhung. Bữa nay ai cũng lo lễ cưới, sao nói bậy tùm lum. Rồi tôi sẽ la tưng bừng để cho bốn bên phố phường biết chú Lục và ông bán duyên tình hôn nhân. Kính xin bà nghe nói rõ, em không có gì đâu, thấy cô buồn xô phát rầu, cũng do thằng Phong lúc đầu tìm duyên đẹp cô ơi, đành gấp hận chia tay. Đó, bà thấy chưa? Thằng Phong con Mỹ thương nhau vậy đó, thì tôi với chú Lục phải lo cho xong chứ rủi có bề gì là làm sao. Dạ phải rồi đó bà chủ, không chóng thì chày, lửa gần rơm mà. Nếu không lo sớm mà rủi cái bụng của cô hai á, không có tác giả thì nguy lắm. Được rồi, hai người quăng bắt sướng quả giỏi lắm. Thì ở đó mà tiếp khách của hai người đi, tôi đi chơi. Ê, bà đi đâu hả? Tự nhiên đi chơi, thiệt là bực mình. Trời ơi, tôi chết rồi, trễ quá rồi, sao chẳng thấy chở tiệc tới, không có vị khách nào, cũng chẳng thấy chú rể cô dâu.
Trời ơi, làm sao đây chú Lục? À, dạ, để tôi đi ra ngoài tôi coi thử. Ai, thật là lạ. Chính con Mỹ nó biên thiệp và đi mời đệ đúng ngày giờ địa chỉ mà. Ông chủ ơi, ông chủ. Gì? Tới rồi. Khách tới rồi hả? Dạ, họ đang đậu xe gửi xe. Ông chủ sửa soạn đi, họ ào vào làm không có kịp nè. Trời ơi, vậy ha, chú ra đón khách vô, Dạ. Ông chủ ơi, ông chủ, khách đâu mời vô mau đi. Dạ, họ xuống xe, xong rồi cái đậu xe, xong rồi cái gửi xe, xong rồi cái xúm nhau đi thẳng qua nhà hàng bên kia đường rồi. Trời đất ơi, vậy là lộn địa chỉ rồi, làm sao đây chú Lục? Chắc tại bà chủ hồi nãy khóc cho nên xui đó. Chú vô mời bà chủ ra đây cho tôi. Trời đất ơi, mời ở đâu trời? Ông quên rồi hả? Hồi nãy bà chủ giận bỏ đi ra ngoài đường rồi. Thiệt là tức. Bây giờ chú ra đón khách, chỉ họ vô đây cho tôi. Ê, đi. Dạ. Chú khỏi đi đón khách. Tôi và bà chủ đã là khách rồi. Ê. Bà Dựa hơi bà chủ muốn làm gì đây hả? Thì ông Dựa hơi ông, tôi Dựa hơi bà. Coi ai thắng ai. Bây giờ cái gì? Bây giờ bà muốn giở trò gì đây? Đám cưới không lo, bỏ đi mất rồi dẫn Tím Lục vô đây à, tự xưng là khách nữa hả? Bà muốn hạ nhục tôi hay là giở cái trò gì? Đi ra, bà đi ra, Tím Lục đi ra luôn. Người tôi chờ đợi là cô dâu chú rể, là khách đi đám cưới chứ không phải là hai bà. Đi ra hết cho tôi, đi. Tại sao ông chủ lại đuổi khách? Hả ông chủ, nói đi. Họ là người nhà, quấy phá chứ không phải khách. Còn cô, cô là ai, thuộc băng nhóm nào mà vô đây muốn quậy hả? Là ai? Trả lời câu hỏi của ông chủ tôi nhanh. Cô là ai mà ăn mặc cái... Trời đất ơi, sao thấy ghê quá, giống người quả tình quá. Vào đây làm gì? Nếu cần á, thì ông chủ tôi có thể cho cô đôi ba chỉ để kéo nguyên băng đi nhậu. Ông nín đi, ông đừng có tưởng ai cũng ham tiền như ông vậy. Nếu không phải thì cô vô đây làm cái gì hả? Tôi nhờ hai bà này cho phép tôi được vào đây để báo tin về chú rể cô dâu và cô dâu phụ. Sao? Sao? Cô biết họ thật hả? Họ họ ở đâu bây giờ? Ở đâu? Chính tôi chở họ đi chơi cả ngày nay để lẩn tránh cái đám cưới khó coi mà ai cũng sợ. Nhưng cuối cùng lại về đây để đối mặt cho vui. Cô chớ nói lôi thôi, bữa nay là hỷ sự, mau chỉ giùm con tôi hiện giờ nó ở đâu. Con Mỹ sẽ về nếu chú Lục ông ta thú thật đám cưới này là hôn sự xú xa. Hai ông gặp vợ con và mua duyên bán nợ, chia rẽ tình thằng không để ông chú giết con nhung. Trời ơi, cô ở băng nhóm nào tới quậy phá hôn nhân, rồi xúi dục hai bà nói bậy bạ tùm lum. Nè, cô bé cần tiền á, cứ ra dấu là xong. Một vài câu cho cô, ông chủ không hẹp đường. Mấy người bịt miệng tôi à, không phải dễ ăn đâu. Nè, hai bà thấy chưa, họ quen tay hở ra là mua chuột. Cô hãy đi ngay, để ta tiếp tân nhập tiệc. Đừng mà để khách tân hôn đến tống cổ cô đi ra, nghe chưa? Thích cười quá. Tôi thấy bàn không chứ có tiệc tùng gì đâu mà có khách. Mà không có khách tới thì lấy ai mà tống cổ được tôi. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi muốn nói ông chủ khỏi lo sợ khách đến mà chưa có mặt cô dâu chú rể. Vì tất cả thiệp cưới của ông, cô ái Mỹ giao cho tôi giữ hết rồi, chẳng gửi mời ai tấm nào đâu. Xin trả lại cho ông đây. Hả? Trời ơi, thì ra cô là... Là ái Mỹ, là con gái của ông đó. Trời ơi, con tôi nó hại tôi. Trời ơi, ai
bà đã hại hai ông rồi. Ê, ông chủ, trời. Ba, tôi xin lỗi bà. Bất đắc dĩ con mới làm như vậy vì không thể thuyết phục bà. Cũng vì tôi và con ông muốn vãn hồi danh dự cho ông, vì vãn hồi tình yêu hạnh phúc thật sự cho hai người bạn của nó. Trời ơi, mấy người toa rập với nhau để hạ bệ hai thằng già này phải không? Ơi, má con Nhung, tại sao bà làm vậy hả? Bà có biết ông chủ bỏ ra bao nhiêu triệu để tổ chức cái đám cưới này không? Rốt cuộc cả số tiền hoang phí. Thưa ba và chú Lục, số tiền của ba bỏ ra đặc biệt không hoang phí chút nào đâu. Sao con? Hả? Bộ con đòi lại được hả con? Không phải đòi, mà con với má không đưa tiệc về đây, nhưng cho mở tiệc cưới luôn tại nhà hàng bên kia đường kìa. Mở tiệc tại nhà hàng khác? Giờ hồi nãy tôi sang bên ấy để đứng chủ hôn cho thằng Phong và bên đàn trai. Còn tôi á, chủ hôn bên đàn gái con tôi. Trời ơi, hai bà đẩy hai ông vào cửa tử rồi. Thưa ba và chú Lục, lễ cưới bên đó vừa xong, đôi tân nhân sắp đến đây để cảm ơn ba má đó. Trời ơi, xìu. Ông chủ, trời ơi, cái lẩu dê này nó nặng dữ. Thưa ông chủ, bà chủ, chúng con nhận thấy mình có lỗi khi đã đồng tình cùng cô Ái Mỹ trở về đấy, làm cho đảo lộn lễ vu quy. Mà ông chủ đang cử hành, nhưng không còn cách nào khác hơn để giải bài được trái tim. Dạ, tụi cháu là bạn anh Phong, mong cho duyên nợ ảnh vuông tròn. Nay được sang tỏ rõ ràng, bác hãy cùng chung vui. Thôi đừng ai nói lung tung, lỗ tai tôi nổ lung bùng. Ai mừng vui cứ vui mừng, tôi đưa ông chủ vào trong. Chuyện đột ngột nổ tung, cánh sao cõi ngỡ ngàng, thắng mực ngộ đau lành. Có trách gì con Ái Mỹ, thêm cảm ơn cháu Mỹ đã giúp đỡ con Hải Nhung. Nay cô dâu phụ Hải Nhung đã trở thành người chánh ngôn. Vui quá, xin chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Loài nắng cho má em hồng, loài trăng cài theo bước em